mang cái tính gọi là vét cạn, những cái phương pháp chúng ta gọi là vét cạn, là tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng. Tìm chiều sâu có nghĩa là chúng ta xuất phát từ một cái nào đó, chúng ta cứ đi theo theo một cái hướng cụ thể nào đó, và sau đó chúng ta quay dần lên các bạn, và chúng ta trở ngược lại, chúng ta lại đi vào cái nhánh khác, chúng ta quay dần lên, chúng ta trở ngược lại. Được không các bạn nha? Đó là cái dáng điệu của tìm kiếm theo chiều sâu. Đây là cái xuất phát. À, mình không nói cái đích, có nghĩa là trong quá trình làm đó, các bạn tới cái đích thì các bạn dừng, hoặc là các bạn tới cái đích thì các bạn lại, nhiều khi cái bài toán của chúng ta đó, cái xuất phát đó, cái đích này nó là một cái tập hợp luôn các bạn. Ví dụ cái zero của mình là cái xuất phát, thì cái đích nên mình có là x sau một, x sau hai, mình có nhiều cái đích. Thì khi mà chúng ta có nhiều cái đích như vậy á, thì cái bài toán của mình á, nó còn một cái bài toán làm khó hơn. Không những chúng ta tìm đường đi mà chúng ta còn có thể tìm cái đường đi gọi là tìm cái đường đi tối ưu nhất. Ưu ở đây thì tôi nghĩ là gì các bạn? Trên cái đồ thị của chúng ta nó sẽ các bạn có trên một cái cây, những cái đồ thị nó sẽ có những cái trọng số kèm theo. Ví dụ ở đây mình lấy là cái xuất phát của mình là x0 ngay, mình có cái đích x sau một là ở đây, ok, mình có cái đích là x sau hai là ở đây. Tức là mình có hai cái đích là các bạn, mình có hai cái đích, thì cái bài toán đơn giản là tìm được một cái đường đi đến đích là được rồi, là bài toán mà hồi hôm cái bữa hôm trước chúng ta xét là tìm một cái đường đi cho đến đích là thấy ngon rồi, ví dụ đường này là ok, tới đây chúng ta stop. Thì là cái quá trình làm này của các bạn nè, các bạn có thể stop tại một cái x sau một nào đó, các bạn có thể stop tại một cái x sau một nào đó, là có nghĩa là gì, các bạn chỉ tìm một cái đường đi thôi. Còn trong trường hợp mà tìm cái đường đi tối ưu á, thì theo nghĩa của cái phương pháp mà chúng ta đang làm ở đây là những cái phương pháp mang tính vét cạn á, có nghĩa là sao, chúng ta tìm ra cái đường đi thứ nhất, ok, vậy là các bạn sẽ đi cho tới x sau một đúng không nhỉ, ok, sau đó các bạn không vội, các bạn lại còn đi tiếp tìm cái đường đi thứ hai, dĩ nhiên nó sẽ như thế nào đó, nó tới x sau hai, thì các bạn tìm được hai cái đường đi. Nếu cái tập đích này nó còn nhiều nữa, mình lấy lấy chung luôn đi, tức là nó đến x sau n nào đó, có nghĩa là các bạn phải phải tìm ra nhiều cái đường đi từ đến x sau một, đến x sau hai, đến x sau n, ok, là vân vân, các bạn sẽ tìm một cái đường đi lần thứ n, các bạn cứ tiếp tục cái quá trình đó thôi, cái đường đi của chúng ta nó sẽ là đến x sau n. Ok, ở đây trên cái màn hình này mình minh họa nó với hai cái x là hai cái đích thôi. Ví dụ đây, đây của mình đây, ok, đây x sao hai. Thì lúc đó trên này ví dụ mình lấy là một cái w một chẳng hạn đó ha, w hai. Bên này là mình có một cái trọng số là w ba, bên này là w bốn. Thì các bạn sẽ cộng tổng cái trọng số trên đường đi lại. Lúc đó các bạn sẽ tính toán trọng số cho mỗi cái đường đi này. Ok, thì ở đây các bạn thấy là cái đường đi thứ nhất, cái tổng trọng số nó sẽ là một cái v kép nào đó, a nào đó. Cái đường đi thứ hai, trọng số là v kép b nào đó. Và đến cái đường đi cuối cùng, được chưa? Thì sau khi ra hết được cái đường đi đó, có nghĩa là các bạn quay trở lại cái tìm kiếm của chúng ta đây. Chúng ta cứ đi đi vòng vòng tới x1 sao, và chúng ta cứ theo cơ chế của nó. Chúng ta đi tìm cái x2 sao nào đó, được không ta? Rồi vân vân. Chúng ta sẽ đến một cái x sao n nào đó, x sao n nào đó, ok, thì đến ở đây chỗ này các bạn có thể stop ở đây, các bạn stop ở đây, vậy là gì, theo chiều sâu thì chúng ta sẽ dò theo cái kiểu như vậy, theo chiều rộng thì hôm trước chúng ta làm sao, chiều rộng là cái loại chúng ta cũng cũng hay gặp hơn, cũng hay gặp. Hai cái này cái vai trò nó cũng tùy cái bài toán. Thế chiều rộng tức là gì? Chúng ta từ một cái đỉnh xuất phát là trên này, ok, chúng ta đi xét các cái con của nó ở mức thứ nhất, ok, rồi sau đó chúng ta lại lại làm sao? Chúng ta lại đi xét các cái con của nó ở mức tiếp theo,
xét các con nó mới tiếp theo. Cái tìm kiếm của chúng ta nó mang cái dáng điệu là theo level, theo mức cấp bậc, hai cái thằng này khác nhau. Cái thằng này là trải theo chiều rộng, cái thằng này là trải theo chiều rộng, còn cái thằng này là đâm đầu theo chiều sâu, và khi mà hết thì bắt đầu quay lui lên. Thì trong quá trình này thì mình cũng nói vậy thôi, tức là nếu là chiều rộng thì nó cũng vậy. Ở đây trong quá trình làm này các bạn có thể tìm được cái đỉnh, ví dụ là các bạn nhặt được cái đỉnh là x sao 2 đi, ở đây cái này các bạn nhặt được cái đỉnh x sao n ở đây, ở này các bạn nhặt được cái đỉnh là x sao 1 ở đây, và các bạn x sao nào đó các bạn ở đây. Vậy khi các bạn được nhiều cái đường đi rộng hay là sâu gì đó thì chúng ta cũng tìm được một tập hợp các cái đường đi, mình vẽ bên phải nha. Thì lúc đó các bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn ra cái đường đi mà có cái v kép nào đó là minimum, là bé nhất, thì lúc đó chúng ta sẽ được cái đường đi tương ứng là đường đi nào, là không các bạn nhỉ. Vậy là hôm trước các bạn xét cái tìm theo chiều sâu và tìm theo chiều rộng, hai cái phương pháp cơ bản của mọi cái phương pháp các bạn, chiều sâu chiều rộng. Dĩ nhiên cái việc mà sâu hay rộng đó thì nó cũng tùy cái bài toán mà chúng ta nên áp dụng cái nào thì nó phù hợp. Và khi chúng ta đang nghiên cứu ở đây, chúng ta nghiên cứu nó vẫn có cái tính lý thuyết hơn, chứ chúng ta không vào đi vào ứng dụng thực tế. Thì khi đi vào ứng dụng thực tế đó thì có người người ta lại cần cái chiều sâu, có người người ta lại cần cái chiều rộng. Vậy thì chúng ta mới bịa ra một cái gọi là tìm kiếm sâu dặt, tức là gì? Nó đưa thêm một cái hệ số k, đúng không các bạn nhỉ? Và cái hệ số k này trong quá trình điều chỉnh, các bạn thấy nó giống như là một cái thanh trượt vậy. Nếu mà quay về một thì nếu k bằng một thì hôm trước các bạn thảo luận rồi, chúng ta nó sẽ trở về theo chiều gì các bạn nhỉ? Còn nhớ không? Nó có hai cái mốc quan trọng, một cái là mốc là một và một cái gọi là độ cao, hay là độ cao của cây. Thì nếu mà k của mình nó có thể là một cái điều chỉnh, một cái tham số để điều chỉnh, ví dụ các bạn đưa cái k này nó về một chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ có tìm kiếm gì các bạn nhỉ? Mà còn nhớ cái bài hôm trước thì comment cho mình xem thế nào. Cái cao bằng một thì chúng ta trở về cái gì? À, không hoặc một thì là chiều rộng. Ok. À, tức là gì? Không hoặc một thì nó trở thành chiều rộng. Ok. Khi nào thì nó trở thành chiều sâu? Sâu tuyệt đối á, tính là sâu tuyệt đối á. Mình nói trường hợp cực đoan nhất á. Dĩ nhiên những cái hệ số k mà nó rơi vào những cái trong cái vùng này nè. Hôm trước mình chọn là cái k bằng 3 đó, đúng không các bạn nhỉ? Mình xét cái ví dụ với k bằng 3 đó. Đúng rồi. Chiều cao của cây thì nó là trở thành chiều sâu. Còn trong này á thì nếu mà nó rơi vào cái đoạn trong này nè thì nó là lai giữa, nó vừa sâu đúng không ta? Nó vừa cái toàn cục là rộng các bạn nhỉ. Nó vừa rộng. Rộng là cái toàn cục, còn sâu á là cái chi tiết. Cái rộng này là ở cái mức mức lớn này, còn cái sâu này là ở cái mức bé hơn. À, mình cũng tiện mình vẽ lại lên luôn, chúng ta không quay trở lại nó nữa là chi. Ok, mình sẽ lấy một cái phần có thể là màu xanh luôn. Ok. Đây. Erase cái chuyện này đi. Các bạn không phải vội à. Ok. Mình vẽ lại cái dáng điệu của chiều sâu nha. Bạn nào biết rồi thì thôi ôn lại. Ok. Ví dụ nếu mình có một cái cây kiểu như thế này. Hôm trước mình làm với một cái cây rất là lớn đó, các bạn thấy rất là mệt mỏi đó. Mình phải kiên trì lắm mình mới làm nó xong được cái cây. Nó có rất nhiều mức các bạn nha. Nó có rất nhiều mức như vậy. Thì lúc đó cái sâu, tìm kiếm sâu dần của mình nó có cái dáng điệu như thế nào? Tùy thuộc vào cái tham số k mà chúng ta, ví dụ mình lấy cái màu đỏ để quy định cho cái k. Thì các bạn sẽ cắt ở đây, ngay đây một đường ngắn. Này đến xuất phát này. Rồi. Ví dụ k bằng 2 thì các bạn sẽ cắt hai mức, một đây ngắn, một đây ngắn, hai đây ngắn. K bằng 2 thì các bạn sẽ cắt hai mức đây. Các bạn cứ cắt đại như vậy tùy cái tham số k của chúng ta. Vậy là cái k của chúng ta nó quyết định ở đây, ví dụ ở đây các bạn quyết định là 3 đi, thì cái chỗ này là 3 mức.
ba mức các bạn nhỉ. À, một mức, hai mức, ba mức. Ở đây cái cây hình xanh nó không có hợp lý lắm. À, chỗ này một mức, hai mức. À, đúng không? Trong cái đó hai, ok. À, ví dụ vậy. Rồi, thì lúc đó cái tìm kiếm của chúng ta nó sẽ có cái dáng điệu gì? Thứ hết là các bạn, sau khi các bạn chặt nó rời ra đó, thì những cái cây, những cái nút con này nè, nó sẽ trở thành những cái cây, đúng không nhỉ? Những cái đại diện. Những cái đại diện này á, đối với những cái đại diện này á, thì các bạn duyệt theo chiều rộng, và với cái mỗi cái cây như vậy á, thì các bạn lại duyệt theo chiều sâu. Có nghĩa là gì? Về mặt chiều rộng á, thì chúng ta lại có những cái nút này. À, về mặt chiều rộng là chúng ta có những cái nút này, đúng không ta? Những cái nút, những cái đỉnh của những cái cây đó các bạn thấy không? Chúng ta duyệt theo chiều rộng. Ok, các bạn xem lại cái hình ảnh để nhớ lại. Ok, vậy là những cái nút, cái nấm hình tròn đó chúng ta sẽ duyệt theo chiều rộng. Ok, và mới mỗi cái hình rộng đó đó thì chúng ta lại tiến hành duyệt theo chiều sâu các bạn nhá. Ok, với một cái rộng đó chúng ta lại duyệt theo chiều sâu. À, có nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ đi theo chiều sâu trên cái cây đó. Ừ, những cái cây này sẽ được duyệt theo chiều sâu. Ok, ừ. Giờ cái tìm kiếm đó gọi là, chúng ta gọi là tìm kiếm sâu dần. À, vậy là chúng ta vừa nhắc lại các bạn, chúng ta vừa nhắc lại cái công việc hôm trước của chúng ta. À, cũng như là xe để các bạn định hướng là mình đang ở chỗ nào. À, vậy là những cái phương pháp nó chưa có tinh vi lắm các bạn. Những cái phương pháp tìm kiếm của chúng ta ở đây, trong cái hình mà mình khoanh màu tím này, đây những cái phương pháp nó mang cái tính là vét cạn. Nó là cái cơ sở cho những cái phương pháp khác, nó không có được tốt lắm. Thì trí tuệ nhân tạo một mặt là gì? À, những cái người làm gọi là làm trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, một mặt là người ta xem là các cái phương pháp. Thực ra những cái phương pháp mà các bạn vừa làm ở đây á, chiều sâu và chiều rộng này nè, những cái phương pháp này nó trong lý thuyết đồ thị nó đã có, lý thuyết đồ thị nó đã có. Ta hệ thống lại và có thể chúng ta bịa ra một cái gọi là sâu dần, thì ta có thể xem cái này giống như là cái mà những cái người làm trí tuệ nhân tạo người ta mới bịa ra, người ta lại ghép vậy một cái điều. Ok, thế thì đó là cái kiểu làm tìm đường đi. Nhắc lại, cái bài toán của chúng ta nó đang ở cái chỗ chúng ta muốn là bài toán tổng quát hơn, bài toán khó hơn và bài toán tổng quát hơn. Đó gọi là bài toán tìm cái đường đi tối ưu. Thì bây giờ chúng ta xem một cái cách khác, mình xem một cái trang khác. Ok. Hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một cái thuật toán, những cái phương pháp khác, những các phương pháp khác. Có thể gọi nó là nó thông minh hơn một tí. Thông minh này là thông minh theo cái nghĩa làm thuật toán, chứ không phải cái máy làm thông minh. Tức là chúng ta đưa ra một cái thuật toán, một cái phương pháp nó có vẻ thông minh một tí. Đang ở tìm kiếm gọi là cực tiểu. Thì giống như rộng và sâu, hoặc là sâu dần. Thì trong cả ba cái này chúng ta các bạn có một cái tập là tập mở. Đây là nó là một tập và các cái đỉnh sẽ xét. Thì tùy theo cái quy định của chúng ta. À, nếu mà chúng ta làm theo chiều sâu đó, thì những cái đỉnh mà con á chúng ta đưa vào đầu được không nhỉ? Còn nếu mà chúng ta làm theo chiều rộng đó, thì những cái thằng con á chúng ta lại đưa vào cuối. Thì khi các bạn thấy là gì? À, những cái thằng con mà chúng ta đưa vào cuối có nghĩa là gì? À, xong anh em, những cái thằng này đang xét, thằng này chưa xét, thằng này chưa xét, thằng này chưa xét, những cái thằng con này nè, chúng ta đưa vào cuối, đúng không các bạn nhỉ? Chúng ta đưa vào cuối thì nó mang cái dáng dấp của tìm kiếm theo chiều gì các bạn nhỉ? Theo chiều rộng, đúng không ta? Còn nếu mà những thằng con này nè các bạn lại đưa ngay vào đầu, các bạn lại đưa ngay vào đầu của cái tập mở đó. Có nghĩa là cái thằng này đang xét và đưa ngay những cái thằng con nó vào, thì là sau khi xét nó xong thì chúng ta sẽ xét những cái đỉnh con của nó, đúng không các bạn nhỉ? Vậy là nó sẽ trở thành tìm kiếm theo chiều sâu. À, còn lúc chúng ta đưa vào đầu, lúc thì chúng ta đưa vào cuối, thì chúng ta sẽ có một cái tìm kiếm gọi là tìm kiếm sâu dần. Thì ở đây trong phương pháp tìm cực tiểu này nè, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ sắp cái mở này nè theo cái thứ tự. Chúng ta không phải là đầu là đuôi nữa, mà chúng ta sắp theo cái thứ tự. Thứ tự ở đây là gì? Với mỗi cái đỉnh trong cái tập mở của chúng ta đó, thì chúng ta lưu thêm một cái thông tin gọi là cái chi phí. Cái chi phí từ cái gì? Từ cái xuất phát.
đi tới cái đỉnh là mình lấy cái đỉnh ít đó, từ xuất phát đi tới cái đỉnh ít đó, cái chi phí từ cái xuất phát đi tới đỉnh ít đó là bao nhiêu thì mình lưu kèm vào trong một cái đỉnh ít được không? Thì lúc đó cái tập mở của chúng ta này nó là một tập hợp các cái đỉnh ít như vậy nhưng mà được sắp theo thứ tự, à chẳng hạn như là thứ tự tăng dần. Ok các bạn nha. Thì lúc mà mình lấy ra mình xét á, lúc mình lấy ra xét á thì mình sẽ lấy ra ở cái thằng đầu. Còn khi mình những cái thằng con á, các cái đỉnh con á, các cái đỉnh mà theo thứ tự sẽ được xét á, mình sẽ đẩy vào đuôi, vào cuối. Có nghĩa là gì? Cái phương pháp này của chúng ta là gì? Trong quá trình chúng ta sẽ chọn và mở rộng cái đỉnh, chúng ta sẽ chọn và mở rộng cái đỉnh có cái chi phí từ xuất phát đến chúng ta chẳng hạn chúng ta chọn mở rộng cái đỉnh X thì cái đỉnh X này là có xuất phát từ đến X là bé nhất trong số các cái đỉnh mà ở trong cái tập mở. Ở trong cái tầm mở cái chiến lược này chúng ta gọi là cái chiến lược này chúng ta gọi là chiến lược quyết đi, chúng ta sắp xếp trước và chúng ta làm theo cái chiến lược này quyết đi, chúng ta gọi nó là chiến lược tham lam này. Chúng ta sắp xếp trước chúng ta làm đơn giản thôi các bạn. Mình lấy một cái ví dụ. Ok, ở đây mình có cái đồ thị như thế này. Mình lấy ví dụ nhỏ thôi, không cần nhiều, là A, B, C, D, E, F. Cái cung này chi phí là 6 ha. Một cái cung chúng ta sẽ gắn một cái trọng số gọi là cái quy tịch ạ. Từ A đến C của chúng ta là 7. Từ A đến B của chúng ta là 3. G, từ B đến G của chúng ta là 6, từ B đến H là 5. ok, cái cung này tổng số của chúng ta là 4. E này chúng ta đến Y và đến G, đây là 2, ở đây là 1. Xuất phát điểm của chúng ta là A các bạn nha. Và cái đích của chúng ta đó, thì cái đích của chúng ta trong trường hợp này là nó có hai cái đích cả, cái đích nào cũng được. Thôi thì mình vẽ ở dưới thì nó là cái đích được các bạn nha. Ok, có nghĩa là gì các bạn hả? Chúng ta sẽ đi tìm cái đường đi ngắn nhất từ cái A đến một cái đích. Dĩ nhiên đến đích nào cũng được, cố gắng lấy ra cái đường bé nhất. Ở đây tiện các bạn nói luôn là cái lời giải của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ là mình thử nghe A, B, H. Vậy là A đến B, B đến H đúng không nhỉ? Là chúng ta đi cái đường bên này, còn cái đường bên kia là A, D, A, Z. Ok, vậy là chúng ta có hai đường các bạn, A, D, A, Z, chúng ta có hai đường. Các bạn xem thử trọng số của mỗi cái đường nó là bao nhiêu. Và các bạn đây, A, B, H của chúng ta viết lại ngắn một cái đường thôi trên đồ thị luôn cho nó dễ. A, B, H là cái đường tím, còn bên kia là A, D, E, Z. Cái A, B, H này tổng là mấy các bạn nhỉ? Này là 3 này, cái này là 5 này, thì tổng là 8 này. Còn ADAG là 141, cái này là 1 này, cái này là 4 này, cái này là 1 này. Thì tổng nó bằng 6. Thì trong trường hợp này các bạn có chỉ ra cái này. Cái 6 này bé hơn 8 mà các bạn. Cái 6 này bé hơn 8. Vậy đó ở đây chúng ta phải lấy cái 6. Thì chúng ta muốn tìm ra cái 6 này. Nếu mà các bạn làm theo kiểu như thế này là như bạn Hoàng vừa chỉ ra, như bạn Hoàng vừa chỉ ra đó, là chúng ta liệt kê ABH này, chúng ta liệt kê ra ADEZ. Tức là gì? Các bạn có thể thực hiện một quá trình tìm theo chiều sâu trên cái cây này cho đến khi nó hết, hoặc là các bạn có thể đi theo chiều rộng trên cái cây này. Mình lấy ví dụ lại luôn, vẽ lại cái hình dạng cho nó chắc ăn được. Tức là gì? Chúng ta có thể đi theo cái kiểu như thế này rồi và chúng ta chỉ ra được hai cái này. Sau khi chỉ ra hai cái này thì chúng ta lấy ra cái đường đi của nó. Hoặc là một bạn khác có thể đi theo cái kiểu như thế này, như thế này được không nhỉ? Thì trong quá trình làm đó chúng ta sẽ xác định được hai cái đường đi, này là chiều sâu, cái này là chiều rộng. Ok, có nghĩa là gì?
chúng ta có thể áp dụng tìm chiều sâu hay chiều rộng để tìm ra được cái đường đi ngắn nhất. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ làm theo một cái kiểu mà có vẻ là tốt hơn một tí, tức là gì, chúng ta không mở rộng theo cái kiểu chiều sâu này, chúng ta cũng không mở rộng theo cái chiều rộng này, mà chúng ta mở rộng theo cái chiến lược của chúng ta. Đây các bạn, chiến lược greedy ở đây, chúng ta sử dụng cái chiến lược greedy ở đây. Ok, như thế nào? Chúng ta sẽ chọn mở rộng cái đỉnh có chi phí bé nhất. Để làm được cái điều đó đó thì với mỗi cái đỉnh đang xét á các bạn, với mỗi cái đỉnh ít đang xét á, các bạn lưu thêm cái chi phí từ cái xuất phát cho đến cái đỉnh ít đó. Ok, mình sẽ chạy cái này từng cái bước cụ thể. Thì tiện nói các bạn luôn, sắp tới ví dụ mình thi cử rồi vân vân á, thì mình phải làm cái bài thi cho nó đàng hoàng. Ok, thì trong quá trình làm bài thi đó thì ví dụ mình sẽ thi tự luận chẳng hạn, mình sẽ thi tự luận chẳng hạn. Mà chắc như vậy, chắc mình sẽ thi tự luận. Tự luận thì ví dụ mình sẽ ra một cái câu hỏi, tìm cái đường đi bé nhất từ A đến một cái tập đích như thế này trên cái cây này được không các bạn? Thì lúc đó không nói nhiều nói ít gì hết á, các bạn phải làm gì cụ thể, các bạn sẽ làm cái điều gì? Các bạn sẽ vẽ ra giống như hôm trước mình làm đúng nha. Bằng phương pháp gì nữa đúng nha, ở đây mình đang nói là bằng phương pháp gì, cái phương pháp của mình đang dùng ở đây mình có thể nói thêm là gì, bằng cái phương pháp rộng hay là sâu hay là sâu dần, hay là ở đây là mình đang dùng cái phương pháp thực tiễu đúng không nhỉ, AT. Ok, thì các bạn làm cái gì, các bạn sẽ đơn giản lắm, các bạn kể ra cái tập mở được chưa. Trên cái tập mở đó các bạn sẽ có hai cái cột nữa, gọi là XCD và gọi là PX. PX này hay còn gọi là con của X, con của X. Ok, các bạn xem nhé, chúng ta làm từng bước. Như đầu tiên cái xuất phát của chúng ta là chúng ta đưa vào tập mở này, các bạn ghi chữ là A0 được chưa. Các bạn lấy là gì, nhớ là cái mở này là một cái hàng đợi ưu tiên. Một cái hàng đợi ưu tiên, tức là gì, một cái danh sách liên kết nó xếp theo thứ tự tăng dần thôi. Cái việc chèn là nó diễn ra ở đầu, cái việc lấy là nó diễn ra ở đầu, và cái việc chèn là nó vào đuôi, được chưa. Cái này cái thuật ngữ dân làm code người ta hay gọi priority queue. Hàng đợi tức là sao, hàng đợi tức là lấy ở đầu, lấy thì lấy ở đầu được không, mà thêm á, thêm á, thêm á, thì thêm ở cuối được chưa. Ok, là một cái tập hợp chúng ta lấy đầu và thêm ở cuối, khi nó có thứ tự tăng dần thêm một cái nghĩa nào đó thì chúng ta gọi nó là hàng đợi ưu tiên. Đơn giản các bạn lấy A0 nhé. A0 thì ở đây các bạn viết A0 cho nó dễ, thì ở đây nó là con là B C D. Ok, khi các bạn có A0 thì B các bạn sẽ cộng thêm cái cung AB. Cung AB bằng mấy các bạn nhỉ? Cung AB là bằng 3. Cái bước đầu mình làm hãy chọn là bằng 3, được chưa? Vậy cái B này các bạn ghi số 3. Cái C này, cái cung AC là 7 các bạn nhỉ? Cung AC là 7, thấy không? Thì chỗ này các bạn ghi 7. AD tương tự là 1. Được chưa? Vậy là gì? Ở bước tiếp theo các bạn sẽ viết vào đây. Thằng nào nhỏ các bạn viết trước, các bạn viết D1, D3, C7. Được không các bạn hả? Ok, bây giờ D1, D3, C7 thì các bạn lấy cái thằng D ra, lấy thằng D1 ra. Ok, thằng D1 á, thì con nó là gì? E và F, nó có hai thằng con là E và F. Ok, các bạn xem cái cung DE trọng số nó bao nhiêu. Tức là tại mỗi thời điểm á, chúng ta chỉ xem cái bộ phận của nó thôi, chứ chúng ta không cần nhìn hết, được không? Chúng ta không cần phải nhìn hết cái đồ thị. Khi ta đang xét ở cái đỉnh D thì chúng ta xem từ A là con, F là con. Cái DE này là 4. Ok. Và cái DF này là 6. Ok. Thì cái chỗ E này các bạn sẽ lưu thành số 5 các bạn nhé. Cái F này các bạn sẽ lưu thành số 7. Được không? Được chưa? Có nghĩa là gì? Từ A, cái một này nè, đây mình điền thêm dấu cộng đi là nó dễ thấy nhất. Tức là ở đây hơi rối rồi. Mình thêm dấu cộng các bạn nhé. Cái một này nè, mình cộng cho 6. Thì nó ra 7 các bạn. Cộng cho 4 thì nó ra 5. Ok.
À, có nghĩa là gì? Cái số 5 này là gì các bạn? Số 5 này chính là gì? Cái tổng cái A này nè mà mình lưu hồi nãy mình tính ra là số 5 đó đúng không các bạn? Cái 5 này chính là tổng gì? Tổng 1 tới D, và cái này tới A nữa là 1 với 4 của chúng ta đây là nó ra 5. Cái A này 5 có nghĩa là như vậy. Tương tự chúng ta có cái F7, có nghĩa là nó là gì? Nó là chi phí để đi từ cái đỉnh xuất phát đi cho đến cái đỉnh X đó, thì cái chi phí đó các bạn phải lưu kèm với cái đỉnh, đó là cái con số mà chúng ta ghi bên cạnh cái đỉnh các bạn. Ok, vậy là đây D đó không nhỉ, A, F, rõ không các bạn nhỉ? Một vài bạn comment để coi mình xem là các bạn có rõ không, bạn nào có trao đổi gì thì có thể bật bút lên cũng. Chi phí là chỉ số trên hay chỉ số dưới? Chỉ số trên dưới thì cũng được tính à, viết nó cũng được. Ở đây tại ở dưới mình vẽ cái mũi tên không có chỗ vẽ đó. Nói chung là mình mới có một cái chi phí thôi, thật ra mình viết trên hay dưới gì cũng được tính nhé, không quan trọng, viết đầu cũng được tại nó đâu có cái hai chỗ đâu mà lo. Ok, các bạn thử làm một vài dòng nữa coi, bạn nào có bút rồi sẵn đó thử làm thêm vài dòng nữa thì nó ra cái gì. Thử các bạn thử viết thêm vài dòng, mình làm thêm lần nữa nhé, các bạn viết thêm. Vậy là gì, ít bữa mà ví dụ các bạn đọc được cái câu hỏi mình đang viết đây, từ cái đường đi bé nhất trên cái đồ thị như thế này, thì các bạn sẽ vẽ cái hình màu xanh vậy thôi chứ không có gì phức tạp các bạn. Rồi, vậy là ở đây mình đưa vào trong này thì mình phải đưa theo thứ tự. Vậy là chúng ta có cái B3, chúng ta có cái E5, chúng ta có cái F7 và chúng ta có cái C7. Chết cha, ở đây hồi nãy mình nói là thêm vào cuối thì nó hơi không đúng, tức là các bạn thêm vào rồi các bạn phải duy trì cái thứ tự của bạn. Duy trì cái thứ tự tăng dần. Ok, thêm vào cuối không đúng, cái chữ hàng đợi ở đây mình không rõ lắm, không cần thiết, đỡ các bạn nha, miễn sao cái này nó tăng dần và các bạn sắp xếp. Là gì, hồi nãy các bạn lấy ra D này đúng nha, thì D nó có con là gì, thì ngoài cái D ra thì các bạn còn cái cũ là BC nè đúng không ta, cái cũ của chúng ta là B đúng không, là cái cũ, C là cái cũ và cái EF là hai cái mới đúng chưa ta, chúng ta đưa vào hết trong đó và chúng ta sắp xếp lại. Okay. Sắp xếp để chi? Để chúng ta lấy ra cái thằng đầu tiên chính là cái thằng thằng F và C. Chà, F và C cái nào cũng được. F và C cái nào cũng được. Ok. Dĩ nhiên các bạn làm C thì nó cũng được, các bạn làm F thì nó cũng được, không sao cả. Thì là ở đây C và F. Dĩ nhiên có thể là có thể xảy ra trường hợp là hai cái đường đi khác nhau mà độ dài bằng nhau đó các bạn. Được không ta? Có thể là chỗ này là hai số đều 7 hết, thì có thể là nó từ hai cái lời giải cái khác nhau các bạn nhé, số lời giải, cái số lời giải của chúng ta có thể là từ hai trở lên tại nó bị bằng nhau. Ok, nhưng mà chưa sao, tại vì ở đây mình đang lấy cái thằng bé nhất là ba đúng không các bạn nhé, thì các bạn sẽ lấy ra đây là ba, các bạn biết ở đây là b 3 được chưa, B là 3 thì các bạn đừng dòm ở đâu tới B nữa, mà các bạn chỉ xem là B con nó là gì, con nó là G và H. Được không, các bạn xem cái cung BG nó là bao nhiêu, xem cái cung BH nó là bao nhiêu và các bạn cộng lại thì nó sẽ ra cái chi phí của G tại tới B của chúng ta đây nè, nó là mấy các bạn, nó là 3 đúng không nhỉ. Vậy là BG của chúng ta là bằng mấy các bạn? Mình viết ở đây là 3 cộng 6 ha. Cái H này là 3 cộng mấy hả? H này là 3 cộng 5 đúng không ta? Ok. Mình viết dấu cộng để các bạn biết là cái số 3 nó vẫn còn.
Vậy là bây giờ trong này chúng ta có mấy? 9, 8. Thì cái E vẫn là cái bé nhất các bạn nha. E5. F7. C7. H8 phải không ta? 8. G mấy? G9. Có nghĩa là gì? Chúng ta luôn luôn lấy cái đỉnh để xét á. Cái đỉnh mà để xét á là cái đỉnh XC này các bạn, là cái đỉnh mà có cái chi phí là bé nhất từ cái xuất phát cho đến cái nó, là cái chiến thuật của chúng ta là vậy. Đây, đây cái chiến thuật của ta quyết đi các bạn, chiến thuật quyết đi. Vậy là EFC, EFC GH đúng nha. Bây giờ các bạn lấy đỉnh gì? Sau khi lấy đỉnh B các bạn lấy đỉnh gì? Bây giờ lấy đỉnh gì à? Hoàng Hà tính nè, lấy đỉnh gì? Đây này các bạn, bây giờ lấy đỉnh gì? E à, lấy E, đỉnh E là 5 đúng không ta? Lấy đỉnh E, ok. E thì nó có hai con là Y và Z. Ở đây á, cái đích của chúng ta là gì? Cái đích không quan trọng các bạn nhé. Hồi nãy mình thấy thằng B này, các bạn xem là cái đồ thị làm gì thì làm, chúng ta xem cái hình ảnh, tức là hồi nãy A này, sau đó các bạn chọn D đúng không ta? Sau đó các bạn chọn D, chọn D xong á, bởi vì chúng ta chọn D bởi vì nó là một, còn cái chọn B là nó ba, chúng ta mở rộng cái bé nhất mà, bởi vì chúng ta muốn tìm cái bé nhất. Nhưng mà khi chọn D các bạn dò xuống E nó thấy tiếp 5, dò xuống F nó tới tới 7 đúng không nhỉ? Thì quay lại cái B đi cho chắc ăn, quay lại B là 3 được không ta? Vậy là chúng ta xét lại cái đỉnh B. Sau D thì chúng ta xét đỉnh B. Đỉnh B đó các bạn dò xuống dưới, à G, H nó lên tới 9 và nó lên tới 8. Trong khi cái thằng E và thằng F cũ nó mới là mấy? Nó mới là 5 và nó mới là 7 thôi. Chúng ta quay trở lại bên kia. À, chúng ta lấy ra cái đỉnh để xét bây giờ là đỉnh gì? Chúng ta xét bây giờ là xét cái đỉnh E. Được không các bạn ạ? À, chúng ta không có theo một cái sâu hay một cái rộng nào ở đây hết, mà chiến thuật của chúng ta là lấy cái đỉnh tiếp theo là cái đỉnh đầu mút. Nó gọi là cái đỉnh đó gọi là đỉnh đầu mút, các bạn dễ nhớ cái hình ảnh không? Chúng ta mở rộng cái đầu mút mà có chi phí từ cái xuất phát đến nó là bé nhất. Giờ đây các bạn mở rộng E, và khi các bạn mở rộng E thì các bạn thấy rằng là cái cung từ E đến Y là 2 đúng không nhỉ? Cái đây là 5 cộng 2, cái này là 5 cộng 1. Vậy là ở đây các bạn sẽ còn lại là cái gì? Thằng J là bé nhất đúng không nhỉ? Thằng J là 6 hay không? Thằng J 6 các bạn biết trước đi, tới thằng Y7 đúng không? 7. Thằng E5 này vừa lấy ra. Thằng F7. Thằng C7. Thằng H8. G9. Ok, à, vậy là các bạn quay trở lại E là cái nút thứ ba, và các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái đỉnh Z này bởi vì nó là bé nhất các bạn. Ok, thì trong này chúng ta sẽ lấy ra cái đỉnh Z khi các bạn xét cái đỉnh Z6. Chỗ này chúng ta sẽ dừng bởi vì Z6 nó là đích các bạn nha, nó là đích. Thì chúng ta dừng. Cái đích đến của chúng ta ở đây là gì? Từ A đến đích là H hoặc Z đúng không nhỉ? Các bạn còn nhớ cái đề là H hoặc là Z. Tại sao đến Z thì chúng ta dừng? Liệu còn cái đường câu hỏi đặt ra ở đây các bạn nè. Nếu chúng ở đây chúng ta có đủ sức để chúng ta dừng và kết luận hay chưa? Nếu mà nhỡ lỡ nó có một cái đường khác tới cái H này nè và chi phí bé hơn thì sao? Có không các bạn? Có cái đường nào tới H mà chi phí bé hơn hay không? Chúng ta có vội quá hay không? Ở đây là người ta dừng và người ta kết luận là đường đi đến Z là bé nhất. Và cái đường đi đó nó sẽ là A, D, E, Z. Ok. Tí mình sẽ chỉ ra cái cách để chỉ ra đường đi đó. Đường đi đó. Ở đây mình dừng và mình chỉ ra đường đi đó là bé nhất. Nếu mà có cái đường khác đi đến đích ngắn hơn các bạn,
Nếu mà ngắn hơn cái 6 này nè, nếu mà ngắn hơn cái 6 này nè, nguyên tắc của chúng ta là mở rộng cái gì? Nguyên tắc chúng ta là mở rộng cái bé nhất. À, mà nếu mà có cái đường đi khác mà đến cái đích khác mà bé hơn cái 6 này thì theo nguyên tắc của chúng ta là mở rộng cái bé nhất, đúng không các bạn nhỉ? Do đó cái đường đi đó nó đã được phát hiện ra trước rồi, đúng không các bạn? Bởi vì chúng ta luôn mở rộng cái bé nhất. Chúng ta luôn mở rộng cái bé nhất. Ok. Ở đây mình có thể đây mình không có cụ thể, ở đây mình sẽ viết một cái câu ở đây, nếu mà có một cái đường đi khác bé hơn thì cái đường đi đó đã được. Ok, rồi, vậy là đến đích là 6 thì chúng ta dừng lại các bạn nha. Đến đích là 6 chúng ta dừng lại. Các bạn sẽ chỉ ra đường đi, ok. Chỉ ra đường đi, chỉ sao các bạn? Cái tập những cái đỉnh mà chúng ta đã xét rồi á, tập những cái đỉnh chúng ta đã xét rồi. Bây giờ các bạn lôi lại cái đó thôi, các bạn xem mình đó. Vậy là gì? Z nè. Cha của Z là gì? Các bạn đi xem thôi. A là cha của Z nè. A là cha của Z nè. Trên cái đường đó ha. Ok. Lấy là xem. B thì sao? B thì sao? B có phải là cha của A không? Không thì bỏ qua. Bỏ qua ha. D à, D là cha của A. Thì các bạn nối cái đường từ A. Được không? A là cha của Z này, A là cha của Z này. À, B không là cha của A thì bỏ qua. D là cha của A thì nối đường tới. Ở đây chúng ta sẽ nối từ A đến D. Vậy cái đường đi của chúng ta nó sẽ là gì các bạn? A đến D. Được chưa? Đến A. Bỏ qua cái D đó đi. Đến A. Và đến Z. Được không? Z là đích thì chúng ta dừng nhé. Và kết luận 6 là cái đường đi bé nhất. Ok. Nếu mà có cái đường khác đi đến cái đích mà bé hơn thì cái đường đã được phát hiện rồi. Theo nguyên tắc của chúng ta đây mà, chúng ta chọn mở rộng cái là có cái chi phí là bé nhất. Thì nếu mà có cái đường mà ngắn hơn thì cái đường đó đã phải được chọn trước chứ các bạn. Chứ đâu có tới mà chỗ này nữa, đúng không nhỉ? Thì lấy ok. Thì khi chúng ta dừng mà chúng ta có thể kết luận đó là cái đường đi bé nhất. Ok các bạn nha. Được không các bạn? Có trao đổi gì thì trao đổi các bạn. Thắng đâu hả? Thắng đâu? À, khi mình trình bày có cần phải mũi tên không á hả? Không có cũng được không sao. Không có cũng được không sao. Ok, là mình thể hiểu theo thứ tự từ trái sang phải đúng không được không các bạn? Không giống như cái phương pháp bắt cạn là như sâu hay là rộng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đi hết các cái đích thì chúng ta dừng, đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ dừng lại khi chúng ta gặp cái đích thì chúng ta dừng. Ok. Cái chữ ở đây mình nãy mình biết cái chữ ở đây là G6 là đích rồi. Dừng. Stop. Chắc là không cần phải mất nhiều thời gian nữa ở đây đâu các bạn nhỉ? Đúng nhỉ? Mình nghĩ là không có khó khăn lắm ở đây. Dừng mà chúng ta sẽ chúng ta cứ vẽ vòng vòng ở trên này cũng được các bạn. Rồi chúng ta chỉ ra cái lời giải chúng ta ở đây. Đúng đúng chi đúng phần đúng nguyên. Vậy là cái bài thi của chúng ta nó ban nên bắt đầu từ đâu, mình vẽ luôn cái này nhé. Vậy là tại mình học nó cũng hơi trễ rồi đó, nhiều khi cái thời gian nó không có thì thôi được, cái nào mình fix lo luôn. Đối với cái này thì được chưa, vậy là toàn bộ cái trình bày của các bạn là nó nằm ở trong cái cửa sổ màu, trong cửa sổ màu, đúng rồi, cửa sổ màu đỏ, màu cam đó, được không các bạn? Không nói nhăng nói cuội gì hết, được chưa? Cái này các bạn cứ vẽ 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 vậy cũng được.
cái này các bạn kết luận vậy ha. Thì bạn nào thích thì đường đi bé nhất từ A đến Z là tổng số 6 đúng nha. Cái này cho vui vậy thôi các bạn nhé, cái này là chỉ là tham khảo vậy thôi, cái này không không cần thiết. Ok, cái đề của chúng ta ở đâu, cái đề của chúng ta là cái phần này được không, tìm đường đi bé nhất từ A đến cái tập đất HZ trên cái cây đã vẽ như thế này, được chưa? Các bạn để ý cái tập đất của mình là cái gì và cái phương pháp của chúng ta là gì nhé. Nếu mà người ta hỏi chiều sâu chiều rộng thì các bạn phải làm cho hết cái đường đi. Ok, các bạn có thể về rồi. Ok, không có khó khăn đâu các bạn. Tiện nói thêm vài cái, bạn nào thích thì giờ giải lao có thể làm thêm một cái cho vui. A, B, C, F. Cho có làm cho quen tay thôi chứ nó dễ thôi, nó có khó gì đâu. D, E, 25. Xuất phát là đích ha, xuất phát là đích ha. Hai cái đích là D và H. D và thảo luận thêm tức là gì? Chắc mình cũng không quan trọng lắm, thôi bỏ qua. Các bạn về làm cái bài tập nhé, cái bài tập. Các bạn làm rồi có thể gửi email cho mình nhé. Gửi cho mình thì mình gửi sớm thì mình sẽ cộng thêm cái tích cực cho các bạn. Gửi mail thì mình nghĩ đơn giản nhỉ. Cái này hình như các bạn kẻ một cái table trong Word được đúng không ta? Các bạn có thể kẻ một cái table trong Word. Cái số này chỉ số trên, chỉ số dưới các bạn có thể ghi được đó nha. Ok. Rồi, tí giờ diễn lao thì các bạn sẽ làm cái điều đó, bạn là làm xong thì gửi mail cho mình. Mình đánh giá thêm cái điểm quá trình cho các bạn. Vậy là chúng ta vừa xem các cái phương pháp để tìm cái đường đi bé nhất trên một cái cây hoặc là một cái đồ thị. Trong cái phần các cái phương pháp này á, thì đó là làm theo cái kiểu mà chúng ta không có tri thức về bài toán, tức là gì, trong những cái trường hợp mà chúng ta không có nhiều, như hôm trước mình cũng có nhấn mạnh các bạn rồi, tức là khi các bạn giải một cái loại bài toán nào đó mà mình là chuyên gia về cái lĩnh vực đó đó, thì khi mình là chuyên gia về một cái lĩnh vực nào đó thì mình sẽ có nhiều cái tri thức, hay mình nói nôm na là cái kinh nghiệm, là những cái mà nó rất khó để diễn đạt các bạn nha, nó rất khó để diễn đạt. Vấn đề của chúng ta ở đây ấy, là nó gọi hay gọi là những cái kinh nghiệm, những cái tri thức hay là những cái mẹo, những cái mẹo. Ví dụ các bạn mà giải toán sơ cấp nhiều, các bạn giải toán sơ cấp tốt thì nó sẽ có nhiều cái mẹo giải, vân vân. Thì cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là cái heuristic. Cái heuristic là cái gì ta? Nó là những cái tri thức của con người, những cái tri thức của chuyên gia về một cái bài toán nào đó quen thuộc, và những cái đó nó ở cái mức hoặc là rất là may mắn ở cái loại mà nó có thể dễ dàng chuyển tải, đưa vào trong các cái thuật toán của mình.
đưa vào trong các cái chương trình của mình, để cho cái gì, để cho cái chương trình của chúng ta đó, cái chương trình hay là cái thuật toán của chúng ta đó, hồi nãy giờ chúng ta có những cái thuật toán đó các bạn, hoặc là trước đây các bạn học có nhiều cái thuật toán đó đúng không nhỉ, rồi sau đó các bạn mới tới là sâu, rồi tới rộng, rồi sâu dần, rồi cực tiểu, là mấy cái các bạn vừa xét gần đây. Thì đối với những cái chương trình hoặc là những cái thuật toán nó đã có sẵn vậy, thì nếu mà cái bài toán nào đó mà chúng ta quen thuộc, chúng ta có nhiều kinh nghiệm và nó thuận tiện, hay nói là gì, có một cái người nào đó người ta làm gì, người ta có thể chuyển tải cái đó, chuyển tải cái đó phối hợp vào trong cái chương trình của chúng ta. Dĩ nhiên cái việc mà chuyển được cái này, chuyển cái tri thức vào trong cái chương trình, những cái người làm trí tuệ nhân tạo đó, người ta muốn cái gì các bạn, người ta muốn chuyển cái tri thức, cái mẹo, cái kinh nghiệm, cái mà có thể giải vào trong cái chương trình của chúng ta. Cái chương trình của chúng ta theo những cái mô hình, những cái thuật toán mà chúng ta đã xét trước đây, nó có một cái nhược điểm là gì, những cái mà chúng ta đang làm ở đây này, nó có một cái nhược điểm mà khi các bạn gặp những cái bài toán trong trong trí tuệ nhân tạo, những cái bài toán có độ phức tạp lớn, thì mặc dù chúng ta có cái gì các bạn, chúng ta có cái thuật toán đúng, có cái chương trình đúng, có cái thuật toán đúng để giải một cái bài toán nào đó, nhưng mà cái việc giải của nó là nó lo, hoặc là vấn đề về bộ nhớ, tức là mình đang nói tới cái tính gọi là cái tính khả thi đó, khả thi tức là cái khả năng có thể thi hành. Những cái của chúng ta là đúng, nhưng mà cái tính khả thi cần phải xem lại. Thì người ta muốn là gì, à làm sao nghiên cứu để chuyển những cái, dĩ nhiên mình là cái người mới bắt đầu giải thuật toán, giải những cái bài toán loại đó thì mình giải chậm hơn người ta, chắc người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta có những cái mẹo, người ta có những cái tri thức, người ta giải nhanh hơn mình. Thì vấn đề bây giờ là làm sao mình lấy được cái của người ta này, mình lấy được cái tri thức của người ta này, mình chuyển tải và mình gọi là gì, mình tích hợp vào trong cái chương trình của mình chuyển tải hay là mình tích hợp được vào trong cái chương trình của mình, thì lúc đó cái chương trình của mình này, này cái tính đúng có thể vẫn giữ hoặc có thể vi phạm, nhưng mà nó là nó được cái ưu điểm là nó sẽ nhanh hơn, hoặc là nó ít cái bộ nhớ hơn các bạn, tức là nó có cái tính khả thi cao hơn. Thì khi bạn tích hợp được đó, thì chúng ta hy vọng là cái chương trình của chúng ta nó khả thi hơn, cái tính khả thi là chấp nhận hơn, và chúng ta có thể làm cái điều như vậy, cái điều như vậy. Thì những cái loại mà nó có hai kiểu các bạn. Một đó, là cái tính đúng, nó vẫn giữ. Cái loại thứ hai là nó vi phạm cái tính đúng, à mình nói nôm na gì, lâu lâu nó có sai, lâu lâu có sai sót, lâu lâu có sai sót, nhưng sao các bạn, mình luôn luôn có một cái ưu điểm là nhanh và ít tốn bộ nhớ các bạn, nhanh và ít tốn bộ nhớ, đó là cái ưu điểm của mình, là có thể lâu lâu nó sẽ có những cái câu trả lời ngớ ngẩn, những cái sai sót, nhưng đa phần nó là sao các bạn, đa phần là đúng, đa phần là đúng. Cái tính đúng có thể bị vi phạm các bạn, dĩ nhiên chúng ta có cái đúng mà nó không khả thi thì nó chả áp dụng được cái gì. Chúng ta có cái đúng mà chạy quá lâu hoặc là tốn quá nhiều bộ nhớ, vấn đề của chúng ta đây là chúng ta có cái đầu óc thực tế một tí, những cái người làm tin học, những cái người thì thực tế hơn một tí, tức là gì, chúng ta có cái đúng mà không để làm gì hết, bởi vì cái việc sử dụng nó quá khó khăn, mất nhiều thời gian quá, thôi thì chúng ta có một cái gọi là lâu lâu nó mới có sai sót, và đa phần nó là đúng, cái nghĩa nó mềm dẻo hơn các bạn, nó mềm và nó thực tế hơn. Thì những cái như thế người ta không còn gọi là algorithm đó, không còn gọi là algorithm nữa, mà người ta gọi những cái như thế gọi là thuật giải. Là hồi xưa các bạn có khái niệm thuật toán, thì bây giờ người ta sẽ hỏi chúng ta có cái gọi là cái khái niệm thuật giải. Còn dĩ nhiên có những cái mà chúng ta tích hợp hoàn toàn được, tốt quá, nếu mà tính đúng mà vẫn giữ được mà nó vẫn nhanh hơn được thì tốt quá. Vậy là từ thuật toán nó tiến đến thuật giải, nó có một cái quá trình tiến hóa các bạn nha.
sau rất nhiều cái tranh luận, nhiều cái nghiên cứu, và người ta thấy rằng là gì, cái tính đúng này thuật toán thì phải đúng, đúng này theo nghĩa là đúng tuyệt đối, nó đúng 100%, đúng tuyệt đối. Liệu cái như thế có cần thiết hay không trong trường hợp chúng ta đang cần thời gian và đang cần tiết kiệm bộ nhớ, thì cái đúng như thế nó có phù hợp hay không, hay là chúng ta tìm một cái gần đúng thôi, gần đúng nhưng mà nó được cái ưu điểm là nó nhanh các bạn, nhanh. Thì liệu như thế là có phù hợp hơn hay không, nó thực tế hơn. Dĩ nhiên các bạn làm cho nó nhanh lên và nó đúng tuyệt đối thì được càng tốt, không sao cả. Ok. Và cái vấn đề của chúng ta là bây giờ là làm sao những cái kinh nghiệm và những cái mẹo này này làm sao chúng ta chuyển tải vào trong được cái chương trình của chúng ta. Thực ra cái điều này, cái câu hỏi này các bạn tưởng là ghê gớm, thực ra các bạn đã làm từ lâu rồi. Gọi là gì, cái này nó gọi là biểu diễn tri thức các bạn, biểu diễn tri thức. Tức là các bạn có cái tri thức về cái gì đó, nói nôm na gì. Xưa giờ chắc các bạn đã viết chương trình, giải phương trình bậc hai bây giờ chưa nhỉ? Các bạn đã viết chương trình giải phương trình bậc hai ở trong C cộng cộng bao giờ chưa? Biết chưa các bạn? Rồi đúng không ta? Hồi nãy Thắng có hỏi con là tới một trong hai đích là dừng, đúng là Thắng, bởi vì mình luôn mở rộng cái bé nhất, do đó khi mình tới cái đích đầu tiên thì cái đích đó là bé nhất Thắng ạ. Chắc là các bạn đã biết cái này rồi, lập trình cơ bản các bạn biết rồi. Khi các bạn viết chương trình thì các bạn viết làm sao, tức là các bạn phải biết cái công thức đúng không ta. Hồi xưa các bạn học toán là b bình phương trừ 4ac. Trong trường hợp delta bé hơn không thì điều gì xảy ra, trong trường hợp lớn hơn không thì điều gì xảy ra, trong trường hợp bằng không thì điều gì xảy ra. Ok. Các bạn có một cái, các bạn đã được học ở lớp, cái này mình nghĩ là lớp 9, đó chính là cái tri thức của các bạn về cái gì các bạn, tri thức của chúng ta về giải phương trình bậc 2. Các bạn có cái tri thức về giải phương trình bậc 2, cái này các bạn học ở lớp 9 rồi. Bây giờ khi lên đại học ở cái năm 1, trong cái môn gọi là C cộng cộng, các bạn học cách viết một cái chương trình trong C đúng không nhỉ? Thì khi các bạn viết chương trình trong C á, thì các bạn đặt lại là delta là bằng b bình phương trừ 4ac gì đó vân vân, các bạn viết là if rồi L rồi gì đó đúng nhỉ, rồi các bạn in ra cái gì đấy, rồi các bạn thông báo cái gì đấy, rồi các bạn tính toán lấy căn gì đó vân vân. Cái mà các bạn đang ngồi cốt đó, cái quá trình mà các bạn đang ngồi cốt đó các bạn, đó là cái quá trình gì, tức là chúng ta đang làm cái động tác gì. Khi các bạn đang ngồi cốt đó, tức là các bạn đang làm cái động tác gọi là gì, cái này làm sao chấm chấm chấm, các bạn vừa ngồi, các bạn vừa suy nghĩ, các bạn vừa cốt đó. Tức là chúng ta đang làm cái quá trình gọi là chuyển tải cái tri thức về giải phương trình bậc hai vào cho máy tính đúng không các bạn. Đó là cái quá trình chuyển tải của chúng ta là được chưa. Thật ra cái việc này là các bạn đã làm rồi. Cái tri thức của chúng ta nó được biểu diễn dưới dạng gì, cái tri thức về giải phương trình bậc hai này này nó được biểu diễn ở dạng gì. Ở đây chúng ta biểu diễn ở dạng là nó gọi nhiều cách biểu diễn các bạn, ở đây một cái nó cũng là một cái cách biểu diễn, gọi là gì ta. Chúng ta biểu diễn tri thức ở dạng gì, ở dạng gì, ngôn ngữ lập trình các bạn nhé. Các bạn làm cái quá trình đó đó, quá trình mà trong cái màu tím này này, các bạn học code này, if else rồi sao vân vân vân, các bạn sửa lỗi rồi vân vân, các bạn làm rồi vân vân, tức là các bạn đang thực hiện cái quá trình gọi là biểu diễn cái tri thức về cái gì các bạn, giải phương trình bậc hai. Nó không phải là cái mẹo đó các bạn nha, cái chữ mẹo này nó còn nhiều cái nghĩa hơn. Mẹo có vẻ nó dân gian hơn, nó có vẻ nó cái tính đúng của nó không có chắc chắn lắm đúng không nhỉ, cái chữ mẹo á, cái chữ kinh nghiệm á. Còn cái mà chúng ta gọi là tri thức ở đây rồi,
Cái này là đúng chính xác rồi các bạn nhỉ. Chúng ta đang biểu diễn cái tri thức, chúng ta nói chính xác hơn là cái tri thức bằng cái gì các bạn, bằng cái ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình được chưa ta? Thì thật ra cái người lập trình viên á các bạn, cái người mà ngồi lập trình viên đó chuyên nghiệp đó là một cái kỹ sư biểu diễn tri thức các bạn, là cái người mà hàng ngày hàng giờ có thể làm sáng đêm, có thể làm mười mấy tiếng liên tục, là làm cái việc gì, biểu diễn cái tri thức hay là cái mẹo giỏi hay là cái kinh nghiệm cho các cái chương trình máy tính. Ok, đó là liên quan tới cái gọi là, tức là tới đây đó thì những cái phương pháp của chúng ta này, những cái thuật toán tìm kiếm của chúng ta này, khi nó tiến hóa qua cái gọi là thuật giải này, thì nó bắt đầu nó có cái tính thông minh rồi các bạn, nó cái dấu ấn của cái nhân tạo ở đây là bắt đầu nó có nhiều. Ok, thì trong cái phần tiếp theo chúng ta sẽ xét cái AT này này, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái gọi là cái chúng ta thử sử dụng một cái heuristic, chúng ta sử dụng một cái heuristic, một cái kinh nghiệm hay là một cái mẹo giải, chúng ta tích hợp vào trong cái AT này này, thì chúng ta có một cái gọi là AKT. Thì hy vọng rằng là cái AKT này nè nó sẽ làm nhanh và làm tốt hơn cái AT, với điều kiện là chúng ta có thêm cái tri thức H được không các bạn hả? Mình lấy cái ví dụ AKT đây để mình tiếp nối cái AT luôn. Còn dĩ nhiên cái việc mà biểu diễn tri thức thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách khác nhau để biểu diễn tri thức. Giống như hồi xưa các bạn giải phương trình bài 2 đây, thực ra các bạn đã làm cái việc biểu diễn tri thức này rồi. Ở đây như là cái ví dụ này các bạn mình nghĩ là một cái gọi là cái biểu diễn các bạn có thể hiểu. Tức là gì? Chúng ta sẽ nói về cái phần gọi là biểu diễn tri thức. Thì ở đây là một cái ví dụ, một cái biểu diễn số 1. Tức là các bạn, khi các bạn là cái người lập trình viên á, một cái ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp nào đó, thực ra các bạn đã làm cái việc gì? Biểu diễn những cái tri thức về giải các cái bài toán đưa vào trong máy tính. Đó là một cái loại biểu diễn. Thứ hai, mình lấy cái ví dụ ở đây luôn để cho nó tiếp nối ở đây. Tức là trong trường hợp những cái tri thức của chúng ta đó nó trở thành những cái hàm định lượng, có thể lượng hóa được những cái kinh nghiệm hay là những cái mẹo giải của chúng ta đó, chúng ta có thể lượng hóa được, chúng ta có thể định lượng được, và chúng ta có thể bổ sung vào, chúng ta tích hợp vào những cái thuật toán cũ của chúng ta đó, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành một cái gọi là gì các bạn? Tức là từ cái thuật toán của chúng ta đó, lúc mà nó có thêm cái heuristic vào đó, thì những cái của chúng ta nó sẽ trở thành cái gọi là cái thuật giải. Và hy vọng là cái thuật giải này này nó sẽ chạy nhanh hơn và nó ít tốn cái bộ nhớ hơn. Đừng các bạn nha, trong quá trình ở đây các bạn có là các bạn có một cái bảng zero như hôm trước nhé. Được chưa? Cái đích ở đâu đây các bạn? Ví dụ mình lấy luôn cái đích ở đây là các bạn thấy là chứ hạn 4, 5, 6, 7, 8. Thì nếu mà các bạn đẩy theo chiều rộng hay đẩy theo chiều sâu á, tại cái này á, là cứ mỗi lần á, thì nó mở ra 3 đỉnh các bạn. Là tối đa các bạn nha. Một trạng thái thì nó hoặc là gì? Nói chung nó có 4 chứ. Ví dụ chúng ta đẩy lên nè, chúng ta đẩy sang trái nè, chúng ta đẩy xuống nè, chúng ta đẩy sang phải. Thì nó sẽ ra 4 cái trạng thái con. Ok, nhưng mà khi mà chúng ta đẩy một cái trạng thái nào đó thì nó có thể là trước đó nó đẩy một cái gì đó nó ra cái này. Ví dụ mình nói là đẩy xuống nghe. Thì khi nó đẩy xuống nó ra cái này. Thì ở đây mà các bạn lại đẩy lên lại á, thì nó lại ra cái gì các bạn? Nó lại ra lại cái cũ. Thì lúc đó nó sẽ lấp lại và nó thành một cái chu trình ở đây các bạn nè. Nó thành một cái đồ thị. Không ta? Vậy là nói chung là gì? Một trạng thái thì nó sẽ sinh ra là bé hơn hoặc bằng 3 cái nút còn. Bởi vì nó có những cái nút khi cái khoảng trống của chúng ta nó ở ngoài biên á, khi khoảng trống nó ở ngoài biên á thì các bạn ít phương án hơn. Còn khi khoảng trống ở giữa đó thì các bạn có nhiều phương án hơn. Ví dụ đây các bạn có 4 phương án. Thì lần đầu tiên á thì các bạn sẽ có 4 phương án. Tiện thì mình nhắc lại luôn cũng được. Lần đầu tiên các bạn có 4 phương án. Nhưng sau đó thì các bạn chỉ còn là 3 phương án thôi. Bởi vì có một phương án nó sẽ quay trở lại cái ban đầu.
có một phương án nào đó nó sẽ quay trở lại cái bằng đọc. Thì trong trường hợp này là nó dài hơn, nó nhiều bước hơn và chúng ta không xét các bạn. Các bạn còn nhớ đó hả? Đó là cái bài toán gọi là bài toán đẩy số. Mình sẽ minh họa cái thuật toán AKT thông qua cái bài toán này. Bởi vì cái bài toán này nó cũng khó các bạn, bởi vì nếu mà mình không quen, mình mới làm thì nhiều khi mình cứ đẩy nó cứ lòng vòng mà nó chả đạt đến được cái đích của mình. Ok, hoặc là các bạn cứ đẩy vòng vòng mà các bạn sẽ tốn rất là nhiều bước. Cái bài toán đặt ra là chúng ta tìm ít cái bước đẩy, tức là chúng ta tìm cái dãy bước tối ưu đó, chúng ta tìm cái dãy bước đẩy để tối ưu đưa từ một cái trạng thái xuất phát nào đó đi theo các cái bước tối ưu các bạn nhé, tức là ít bước đó, ít bước nhất đó để về được cái trạng thái đích. Thì sẽ có nhiều cái được xét và chúng ta nên chọn cái nào, chúng ta nên chọn cái nào. Nếu mà chúng ta chọn á, nếu mà các bạn làm theo chiều rộng á, thì các bạn buộc phải làm hết theo mức, tức là chúng ta làm hết cái này rồi chúng ta làm cái đường này, rồi chúng ta làm cái đường này, chúng ta làm như vậy thì liệu là không biết là cái đích nó nằm ở đâu trên cái quá trình này. Còn nếu các bạn làm theo chiều sâu á thì các bạn lại đẩy thêm một cái kiểu nào đó, cứ bạn cứ lấy một cái ô các bạn cứ đẩy liên tục, các bạn đẩy xuống rồi các bạn đẩy lên rồi đẩy thêm một cái đường nào đó rồi các bạn quay về các những trường hợp khác. Đó là một cái làm theo chiều rộng hoặc là làm theo chiều sâu. Làm sâu dần là một cái kỹ thuật để lái giữa rộng và sâu thôi, không có gì để bàn. Còn mình làm ở đây mình sẽ làm theo cái kiểu gọi là cực tiểu. Cái cực tiểu hồi nãy các bạn còn nhớ không ạ? Tức là cái phương pháp AT của mình là sao? Mình chọn cái đỉnh, xét cái đỉnh nào, mình xét cái đỉnh mà ít bước nhất đúng không nhỉ? Chọn cái đỉnh mà ít bước nhất để mở rộng. Thì trong trường hợp này á các bạn, trong trường hợp cái đồ thị này của mình á, cái việc chuyển từ một cái trạng thái này sang một cái trạng thái khác á, cái chi phí của chúng ta luôn là một, đúng không các bạn nhỉ? Tức là nói cách khác là gì? Cái bài toán đẩy số này nè, nó sẽ đưa về một cái tree và có trọng số bằng một. Hằng số này là hằng số luôn các bạn nhỉ, là một cái hằng số. Không giống như cái ví dụ hồi nãy về tìm kiếm cực tiểu, ở đây các bạn thấy không ạ? Trọng số trên các cái cung là nó khác nhau. Ở đây các bạn thấy là trọng số nó rất là nhiều cái khác nhau nè. Đây các bạn thấy là gì? Chúng ta có trọng số 3 này, 7 này, 1, 6, 5, 4, 6. Ok. Riêng cái bài toán đẩy số này á, thì nó lại kẹt một cái á, không phải kẹt mà nó là cái thùng, là cái đặc biệt là cái trọng số này luôn luôn bằng 1. Ok. Vậy thì nếu mà các bạn áp dụng phương pháp tìm cực tiểu ở đây á, thì nó trở thành phương pháp gì các bạn nhỉ? Đúng nhỉ? Thì mình nghĩ trong trường hợp này cái AT nó trở thành chiều rộng các bạn. Cái chiều rộng. Ok. Vậy nếu mà gặp một cái đồ thị mà nó là hằng số thì các bạn thấy là cái tìm kiếm cực tiểu nó trở thành cái chiều rộng. Và khi nó trở thành cái chiều rộng đó, thì nó có cái bất lợi các bạn ạ. Ok các bạn ha. Thì trong những cái trường hợp như thế này thì cái chiều cực tiểu thì nó đã tốt rồi các bạn. Các bạn nhìn lại cái đồ thị này. Cái tìm kiếm của chúng ta nó sẽ mở rộng những cái nút mà cái chi phí của nó là bé nhất thì nó mở rộng các bạn. Chứ nó không có mở theo cái kiểu nào, kiểu rộng hay kiểu sâu, mà nó mở theo cái quy tắc gọi là greedy, tức là mở rộng cái đỉnh mà chi phí là bé nhất. Thì khi khi cái đỉnh mở rộng là đích á, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đó và chúng ta có được cái đường đi bé nhất các bạn nhỉ. Rồi rất là hay. Ok. Nhưng mà đối với trường hợp như thế này chẳng hạn, thì cái đồ thị của chúng ta nó là cái hằng số 1 này, thì cái việc mà chúng ta làm theo cái chiến lược greedy đó nó tốt trong nhiều trường hợp, trong trường hợp này nó lại không tốt, nó trở thành cái tìm kiếm theo chiều rộng. Ok. Thì ở đây á, người ta lại nghĩ tới một cái trò, người ta sẽ chúng ta nghĩ tới một cái trò. Thế thì cái việc mà chúng ta mở rộng một cái đỉnh á, nó dựa trên hai yếu tố, cái AT đó là nó chọn cái đỉnh ít bước nhất
là nó xét từ từ cái xuất phát cho đến cái đỉnh đó. Nhất thể ở đây thì nghĩa là từ xuất phát đến nó. Được chưa? Tại chúng ta đi tìm cái gọi là bé nhất, do đó chúng ta cứ cứ ôm ôm chúng ta giữ và chúng ta cố gắng mở rộng cái đỉnh mà sao, tức là chúng ta đang có những cái đầu mút, cái đầu mút các bạn nhé, đầu mút tức là nó trải qua rất là nhiều cái thằng rồi, chúng ta đang có những cái đầu mút thì làm sao, thì tìm kiếm cực tiểu là làm sao nó đi lấy cái đỉnh nào mà giữ ba cái cung này nè, cái tổng này nè, cái tổng này nè, cái tổng này này là bé nhất, được chưa các bạn? Thì trong trường hợp đây á, thì vì nó là bằng một hết, cái thông tin này nó không có ích ở đây. Nhưng mà có một số người, người ta nói người ta có nhiều kinh nghiệm đó các bạn, một số người người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta chơi cái trò đẩy số này nhiều lần rồi, người ta nói là gì, chúng ta nên quan tâm liệu cái này, ngoài cái việc mà anh quan tâm là cái từ xuất phát đến nó là bé nhất, thì anh còn nên quan tâm thêm cái gì các bạn? Cái sắp tới, nếu anh chọn cái này thì sắp tới như thế nào, cái viễn cảnh nó có tốt đẹp hay không. Vậy là các bạn phải xem hai cái thông tin các bạn, một cái tìm kiếm nó tinh vi hơn. Cái tìm kiếm ngày xưa đó, AT đó, là nó chỉ quan tâm đến cái này nè, cái thông tin này gọi là thông tin đã trải qua, bởi vì các bạn mở rộng tới đây rồi thì cái thông tin này là đã có chính xác rồi các bạn, cái bé nhất nó tới đây là bao nhiêu, cái bé nhất tới đây là bao nhiêu các bạn biết rồi, cái thông tin đã trải qua, thông tin quá khứ đó các bạn đã biết rồi. Thì một cái chiến lược cũng tốt rồi, chúng ta nên mở rộng cái thằng mà có cái bé nhất trong những cái đã trải qua là tốt. Tuy nhiên một số người, người ta đẩy nhanh hơn, người ta có kinh nghiệm hơn, người ta nói là những gì, nên quan tâm tới những cái thông tin, cái thông tin này mình vẽ bằng cái đường đứt ngắt, thông tin sẽ trải qua là cái tương lai đó các bạn, cái future đó. Cái này là dự đoán thôi các bạn, bởi vì chúng ta đã làm nó đâu mà chúng ta biết, chúng ta đã làm cụ thể nó đâu mà chúng ta biết nó là bao nhiêu, chúng ta chưa trải qua cái này đâu các bạn nhé, chúng ta chưa trải qua cái này đâu. Nhưng bằng những cái kinh nghiệm nào đó, bằng cái cách nào đó, bằng những cái gọi là những cái nhìn nào đó, bằng những cái dự đoán nào đó, bằng những cái gọi là nói nôm na chúng ta gọi là bói đó, giống như thầy bói đó các bạn nha, chúng ta bói thì cái nào là tốt, chúng ta nhìn trước, chúng ta dự đoán trước và chúng ta bói thử là trong những cái này nè thì cái nào dễ dễ tới đích hơn. Thì chúng ta nên phối hợp thêm cái thông tin đó. Thì cái ý tưởng của cái thuật toán ở đây là gì, người ta muốn tạo ra một cái, người ta muốn tạo ra một cái phương pháp mà nó có thể tích hợp cả hai thông tin các bạn, cả hai luôn thì càng tốt các bạn nhé, các bạn đừng có cực đoan quá. Có những cái loại phương pháp nó chỉ quan tâm, có những cái loại phương pháp nếu mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái tương lai này này thì những cái phương pháp đó nó gọi là hướng đích, trong cái thuật ngữ trong nó gọi là leo đồng Euclid, leo đồi, cái người leo đồi đó các bạn, để tìm về cái đích đến đó, thì người ta chỉ nhìn tới cái ở trên thôi, cái ở dưới là nó đã trải qua rồi, người ta không nhìn nữa. Giả sử như là các bạn gì, các bạn đang mắc kẹt ở dưới núi nhưng mà tối nay các bạn phải hồi hộp ở trên núi, các bạn đang bị mưa gió, các bạn đang phải mò mẫm cái đường đi về cái trại ở trên đỉnh núi của mình leo đồi lên các bạn, thì mình chỉ nhìn lên cái tương lai thôi, mình chỉ hướng về cái đích của mình thôi. Thì những cái loại thuật toán như vậy á, những cái loại thuật toán mà nó chỉ quan tâm tới cái này nè, đây nó gọi là cái yếu tố, nó gọi là cái tương lai này nè, là nó gọi là cái key của nó, cái chìa khóa để nó tập trung vào, những cái loại như thế gọi là leo đồi. Còn như ký mà chúng ta đã vừa làm đó, cái gọi là cái AT đó, là nó chỉ quan tâm tới cái gì thôi các bạn, nó chỉ quan tâm tới cái quá khứ thôi. Thì cái đó nó gọi là, thì liệu rằng là gì, chúng ta có thể quan tâm đến cả hai cái này cùng một lúc hay không? Thì đơn giản các bạn nhỉ, mình nghĩ là gì, các bạn lấy cái thông tin quá khứ
bảng cộng với cái thông tin thầy bói đó, hai cái thông tin này các bạn kết hợp lại, và cái chiến lược của chúng ta vẫn như cũ. Cái chiến lược của chúng ta vẫn là gì? Vẫn là greedy, tức là cái nào bé thì lấy. Cái bé mà các bạn lấy ở đây ấy, chưa chắc nó để tạo ra cái bé nhất đâu các bạn. Chúng ta phải tìm đường đi bé nhất từ cái xuất phát, tìm cái đường đi bé nhất từ cái xuất phát cho đến cái đích. Thì cái chiến thuật của chúng ta ở đây là gì? Anh đưa ra một cái tiêu chí đánh giá nào đó, dựa vào những cái thông tin gì đó trong cái quá trình tìm kiếm của anh, dựa vào những cái gì đó, và anh lấy cái gì đó, cái cục bộ đó các bạn. Cái thông tin này là thông tin ở cái nút mình đang đánh giá thôi. Cái thông tin đây là những cái thông tin ở cái nút mình đang đánh giá. Cái thông tin này là thông tin cục bộ local. Để chi? Để chúng ta lấy cái thông tin đó, chúng ta quyết đi, chúng ta làm định hướng cho cái quá trình tìm cái tối ưu này này các bạn. Tối ưu này, tối ưu toàn cục các bạn. Chúng ta là tìm cái tổng cục global tổng cục. Chúng ta lấy cái cục bộ để chúng ta áp đặt, chúng ta đi tìm cái tổng cục. Thì những cái phương pháp loại như thế nó gọi là greedy. Và ở đây thực ra chúng ta dùng cái chiến thuật như vậy, nhưng không giống như cái phương pháp AT là chúng ta lấy cái thông tin quá khứ thôi. Phương pháp leo đồi chúng ta chỉ lấy thông tin về tương lai thôi, thông tin dự đoán thôi. Ở đây chúng ta quan tâm đến cả hai cái thông tin thì nó sẽ tốt hơn các bạn. Nó general hơn các bạn nhỉ, nó general hơn đúng không ta? Ok, mình nói mình lấy cái ý thì mình nói qua như vậy. Vậy bây giờ chúng ta có thể có một cái cái thuật toán của chúng ta nó gọi là AKT. Cái chữ K này này, cái chữ T này các bạn thấy là gì? Hồi nãy chúng ta là AT Đức nhỉ. Mình hiểu nôm na vậy là nó dựa trên cái past nhỉ, cái thông tin về quá khứ. Các bạn cộng thêm cái knowledge, gọi là cái tri thức đó. Cái này nó giống như là cái khả năng hướng đích, cái khả năng về đích, cái khả năng về đích. Thì cái này gọi là cái knowledge, là cái tri thức của chúng ta. Cái này ở đâu ra? Cái này gọi là cái khả năng. Thì cái này, cái khả năng này tức là gọi thầy bói về đó các bạn, tức là cái những cái kinh nghiệm của chúng ta, những cái dự đoán của chúng ta, những cái gì, những cái mẹo của chúng ta, nó cố gắng các bạn. Chúng ta phải lượng hóa thành những cái chỉ số cụ thể. Lượng hóa tức là chúng ta đưa ra những cái số lượng cụ thể, lượng hóa cụ thể. Cái thằng này nhiều, thằng này là khả năng là bé đúng không nhỉ, thằng này tốt lắm này, dễ về đích lắm này, còn cái thằng này vừa vừa. Thì chúng ta phải nên nói ra những cái con số cụ thể trên cái miền trị này nè đó, thì cái giá trị nó sẽ là bao nhiêu, giá trị nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta lượng hóa thành những cái số lượng cụ thể. Cái số lượng nó để chi? Để chúng ta chuyển hóa thành cái số lượng, và chúng ta lấy cái thông tin đó. Nói nôm na lại là gì? Với một cái những cái đỉnh đầu múc mà các bạn đang xét, tại những cái đỉnh đầu múc các bạn đang xét ở một cái xuất phát điểm nào đó, thì cái chi phí bé nhất để đi đến đây là bao nhiêu, cái chi phí bé nhất để đạt đến đây là bao nhiêu, cái bé nhất để đạt đến đây là bao nhiêu. Cái này chúng ta gọi nó là G. Cái điểm này chúng ta gọi nó là điểm, điểm này chúng ta gọi là điểm điểm XC được không? Cái này, cái G này các bạn đã biết rồi, bởi vì đây là cái đầu múc mà các bạn đang xét. Những cái này các bạn đang xét trong cái quá trình tìm kiếm, thì ở đây là những cái các bạn đã trải qua rồi. Cái vùng màu đỏ đậm, màu đỏ mà cái đường thẳng này này là cái vùng này các bạn đã trải qua rồi. Thì bây giờ như hồi nãy cái AT các bạn chỉ dựa vào cái thông tin past này, này là cái G này. Cái thông tin G này nó làm cái định hướng cho cái chọn lựa của chúng ta. Ví dụ cái XC1, cái XC2, cái XC3, thì các bạn làm sao? Các bạn xem từ cái GXC1, cái GXC2, cái GXC3. Trong ba cái này thì lấy cái minimal nó ra mấy đúng không nhỉ? Và lúc đó các bạn sẽ chọn cái đỉnh tương ứng đúng không nhỉ? Ok. Đó là cái AT chỉ dựa vào thông tin G thôi, là cái đã trải qua. Ok. Nhưng với cái ví dụ hồi nãy ở đây, mình cứ nói đi nói lại với cái ví dụ hồi nãy ở đây. Thì trong cái trường hợp này, cái thông tin trải qua nó không thực sự có giá trị các bạn. Chứ dù nó có giá trị thì cái việc mà chúng ta sẽ xét
cái số lượng đỉnh mà chúng ta sẽ mở rộng ra đó nó quá nhiều. Chỉ định hướng chỉ dựa trên cái đó là an toàn các bạn, dựa trên cái này là an toàn các bạn. Mình nghĩ là dựa trên cái đó rất an toàn. Bởi vì cái giải đáp cuối cùng của chúng ta là gì? Tìm cái đường đi mà cái chi phí từ nó cho đến cái đỉnh đó là bé nhất, đúng nhỉ? Cái này là an toàn lắm các Nhưng mà nếu dựa vào chỉ cái đó không thôi đó thì cái giá phải trả là gì? Chúng ta có thể xét rất là nhiều đỉnh. Tức nói nôm na là cái thời gian chúng ta chạy rất là lâu. Chúng ta có thể xét rất nhiều đỉnh trước khi chúng ta phát hiện ra cái đích, trước khi đến được cái đích. Trả giá về thời gian các bạn lâu lâu. Ok, chỉ dựa vào cái an toàn thì tốt, luôn luôn đúng, luôn đúng, luôn luôn đúng các bạn, lâu nhưng mà luôn đúng. Đúng mà 10 năm sau mới có kết quả đúng thì thôi còn có ý nghĩa gì các bạn. Chạy 3 ngày 3 đêm thì nó còn có ý nghĩa gì đâu. Những cái tình huống mà chúng ta cần cái thời gian thực, cái real time của chúng ta chẳng hạn, thì cái ứng dụng của chúng ta nó đâu có khả thi đâu các bạn. Thì bây giờ trong những trường hợp vậy đó, chúng ta cần phải mời về các cái chuyên gia, những cái người người ta hay làm cái trò này, những cái người có mẹo, có nhiều kinh nghiệm, là những cái chuyên gia. Hay nói cách khác là mình hay nói cách khác là những cái người họ hay làm ẩu đó, họ có những cái cách để làm ẩu của họ đó. Thì chúng ta hỏi cái thông tin của họ. Bây giờ với cái như thế này nè, thì bây giờ cái rê này tôi biết rồi, đáng lý tôi theo cái rê này nè thì tôi chọn được cái gì đó rồi, nhưng mà thôi tôi biết là làm như vậy nó sẽ lâu lắm, thì thôi bây giờ anh cho tôi cái thông tin mình cố vẽ thành cái đường xanh xanh chấm chấm này. Anh cho tôi cái thông tin đến đích là bao nhiêu? Bây giờ mời những cái chuyên gia về dự đoán xem nó là bao nhiêu. Thì cái chuyên gia đó, những cái kinh nghiệm đó nó được tích lũy lại và nó thành một cái gọi là H. Ở đây nó sẽ lượng giá một cái là HX1. Chúng ta gọi là H0 bởi vì nó không phải là cái thực sự. H0 là cái gì? H0 là cái mà ở đây là chúng ta H0 chúng ta sẽ có cái gì? H0X là cái gì? Cái ước đoán cái chi phí phải trả, ước đoán cái chi phí phải trả bé nhất để đến đích. Dự đoán cái đó, cái đó chúng ta cộng với cái cũ, nhớ là phải cộng các bạn nhé, cái ước đoán cái khả năng về đích này này chúng ta gọi là H0. Thì các bạn sẽ có hai thông tin gọi là G và H0. Các bạn sẽ tổng hai cái này thông tin này lại. Thì khi tổng cái thông tin này lại thì chúng ta ra một cái thông tin tổng hợp. Tin tổng hợp cho những cái chọn lựa của chúng ta. Hay nói cách khác mình viết lại đây là Fx là sẽ bằng cái thông tin cuối cùng đó các bạn, là Gx cộng cho H0x. Cái Gx này là có rồi. Còn cái này là cái thầy bói cho chúng ta này là bao nhiêu, chúng ta sigma nó lại. Và cái chiến lược chúng ta không đổi, cái chiến lược của chúng ta vẫn là gì các bạn? Quyết đi, chúng ta vẫn quyết đi, có nghĩa là gì? Chọn cái x mà cái gì các bạn, cái fx là bé nhất để xét được không? Được không các bạn nè? Có thể mình nói dòng dài không ta, có cần phải nói như khi dông dài quá không? Các bạn mình có nói dông dài quá không, nhai đi nhai lại quá không, hay là ok là không sao, chắc là cũng được. Bây giờ nếu các bạn, nếu mà ông thầy bói ông đi đâu ấy, thì các bạn thì làm sao các bạn, nếu mà không có thầy bói, không ông thầy bói ông đi đâu mất tiêu rồi, thì lúc đó cái H0 nó bằng mấy các bạn? H0 nó bằng không. Đáng lý là đi tìm ông thầy bói để xem cái H0 bằng bao nhiêu. Nhưng mà ông thầy bói này ông đi rồi, thì thôi, mình cho nó bằng không. Thì khi H0x bằng không đó các bạn, thì lúc đó cái chỗ này nó bằng không các bạn nhỉ? Đúng không ta?
thì cái AKT này nó trở thành cái gì các bạn ạ? Trở thành cái gì? Nó thành là leo đồi hay là nó trở thành cái gì các bạn? Khi thầy bói không có thì chúng ta chỉ dựa vào cái re thôi đó không nhỉ? Chỉ dựa vào cái re thì cái AKT này của chúng ta nó trở thành cái gì các bạn? Đúng rồi, nó thành AT. Trong trường hợp H0 bằng 0, đúng không ta? Cái trường hợp số 1 này, đó. H0 bằng 0 thì nó trở thành AT. Thầy bỏ đi mất tiêu là vì bây giờ mình đã viết cái tổng quát cái general như vậy rồi. Cái AKT nên là general các bạn nhé, nó tổng quát. Nó dựa trên hai thông tin. Thì lúc đó mình trở thành cái AT, chả sao cả. Nó sẽ chạy lâu hơn. Nó luôn đúng, nó sẽ chạy lâu hơn vậy thôi. Rồi, trong trường hợp H0X, trong trường hợp thứ hai, H0X lớn hơn 0, tức là có thông tin các bạn. Dĩ nhiên có những cái ít khác nhau thì cái H0 nó khác nhau. Cái trường hợp số 2, H0X lớn hơn 0. Và ở đây H0X lớn hơn 0 thì lúc đó mình có cái AKT đúng không nhỉ? Trường hợp số 2. Trường hợp số 2 của mình á là nó vừa kết hợp cái thông tin quá khứ và nó vừa kết hợp cái đánh giá khả năng về đích. Cái trường hợp thứ hai của mình đó, là nó có cả hai cái thông tin này. Trong trường hợp này là cái trường hợp hay sử dụng nhất. Cái trường hợp thứ ba các bạn, còn một cái trường hợp thứ ba nữa, là hồi nãy mình nói là gì, có những cái người ta không quan tâm đến cái re, tức là chúng ta đặt cái re bằng không luôn, chúng ta chỉ quan tâm tới cái gì thôi các bạn. Tức là gì, trong trường hợp này á, cái re của chúng ta người người ta không quan tâm luôn các bạn, người ta không có tính toán cái này, miễn sao người ta về được cái đồi cái đích của người ta thôi, người ta không quan tâm đến là sẽ còn đi bao lâu nữa. Đi bao lâu thì cũng đã đi rồi các bạn, người ta lý luận với nhau vậy, người ta không xét đến cái đó nữa. Vậy là cái re bằng không á, là cái trường hợp thứ ba các bạn. Thì lúc đó cái AKT của chúng ta nó trở thành cái gì? Không dựa vào cái quá khứ nữa, chỉ hướng đích thôi, thì cứ rx bằng không. Vậy là cái phương pháp AKT của chúng ta nó trở thành cái gì các thành cái gì? Cái hồi nãy mình nói ở bên trước à, vậy là gì? Khi cái rx bằng không, thì chúng ta chỉ quan tâm cái này nè, chỉ quan tâm cái này. Tức là gì? Khi cái pass này nè, khi cái thông tin về pass này nè bằng không, không quan tâm, thì lúc đó cái AKT của chúng ta nó trở thành gọi là cái hill climbing đúng không nhỉ? Tìm kiếm leo đồi. Chỉ hướng đích thôi, chỉ hướng đích thôi, không quan tâm đến cái thông tin này. Và ở đây trong trường hợp general thì chúng ta quan tâm đến cả hai. Ok, thì chúng ta dựa vào thầy bói thì nó có cái chuyện gì xảy ra các bạn nhỉ? Dựa vào thầy bói thì nó có chuyện gì xảy ra? Không phải bói lúc nào cũng đúng đâu nha, không phải bói lúc nào cũng đúng đâu nha các bạn. Chúng ta còn một cái tình huống, dĩ nhiên mình sẽ nói sau đi ha. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ đi vào cái bài toán này. Đối với cái bài toán này thì nó sẽ như thế nào? Đây cho tiện đỡ mất thời gian của các bạn thì mình sẽ lấy một cái rồi mình lấy một cái có sẵn đi các bạn nhé. Chúng ta sẽ quay lại bài toán đại số đó để các bạn nhớ lại cho nhanh. Chúng ta sẽ quay lại bài toán đại số. Và hồi nãy cái đối với bài toán đại số thì các bạn thấy cái thông tin quá khứ nó không quan trọng ở đây đúng không nhỉ? Đối với một số bài toán thì ở đây mình xem là cái thông tin dĩ nhiên nó cũng quan trọng chứ, nhưng mà nó không thực sự quan trọng lắm. Vậy là chúng ta đang ở cái chủ đề các bạn sẽ là cái dấu trừ ra. Tức là hôm trước các bạn có photo rồi đúng không nhỉ? Đây, ok. Cái h và cái r nó sẽ ảnh hưởng đến cái ok, tốt hơn hết mình xét cái ví dụ h0 h0
Ở đây á, người ta đưa ra hai cái heuristic các bạn, tức là có hai anh thầy bói. Ừ. Các bạn thấy cái framework đây chứ nhỉ? Các bạn có thấy cái framework đây không? Để mình nói nè, các bạn có thấy cái framework này. Sợ mất mạng gì đó mình nói là có thấy framework không ạ? Rồi, ok, cảm ơn Thắng. À, tức là mình mời về hai ông thầy bói nha, một cái ông thầy số 1. Ừ. Ông sẽ bói như sao? Ông sẽ nói rằng là gì? À, anh đếm cho tôi là số lượng chữ số trong cái trạng thái mà chúng ta đang đang đứng đó, không nằm đúng vị trí. Đó, anh xem cái thông tin đó là quan trọng, được chưa? Ông thầy bói này nói đơn giản dễ hiểu quá. Ông thầy bói thứ hai đi, ông này nói là sao? Anh đếm tổng số phép di chuyển, di chuyển với mỗi chữ số trong trạng thái cần di chuyển đến đúng vị trí của nó trong trạng thái đích. Chà. Ông này nói em hơi khó hiểu các bạn nha, khó hiểu có thể nó tốt hơn đó chứ hơi khó hiểu. Ok. Ông thứ nhất ông nói trên này người ta ghi ở đâu? Góc trên bên trái, góc trên bên phải, à còn cái dưới này là gì? Góc dưới bên trái, góc dưới bên phải, à vậy là góc trên bên trái là cái của ông thầy bói số 1 vậy không? Ừ. Góc trên bên trái, ok thôi mình sẽ cần số 1 thì cho nó dễ, ông thầy bói số 1, ok góc trên bên trái rồi nha. Và cái tổng nó sẽ ghi bên phải, cái tổng mình tính nhanh thôi. Rồi, các bạn thấy cái hình mình cho full lên đây. Bây giờ mình với các bạn thử chạy cái nhớ lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa? À, đây cái đích đây nè. Cái đích rất đẹp. Tức là cái hình nó rất đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đầu nó về đúng nè. Đúng nha. À, tai nó cũng về đúng rồi, chân tay mũi miệng gì đó nó đúng vị trí hết, đúng không nhỉ? Đúng vị trí tọa độ đúng. Rồi à, nhớ là góc trên bên trái đó các bạn nhỉ, cái này là gì các bạn nhỉ? Cái này là H0 đó nhỉ, là ông thầy bói đó. Ông thầy bói số 1 đó các bạn. Còn cái này là gì? Cái này là F. Nếu có H0 thì chúng ta gọi là F0 đó các bạn, F01. Nếu mà các bạn hồi nãy mình nói là gì, hồi nãy mình viết cái công thức bên kia á, là fx là bằng g cộng hx, này mình viết nó không có đúng. Tại cái thông tin của chúng ta nó là thông tin dự đoán. Dự đoán người ta hay dùng cái chữ số 0 là không, nó chưa rõ lắm. Là f0. Hiểu không? F0x. Chúng ta chọn cái x mà f0x là bằng min. Cái mục tiêu của chúng ta là cái g cộng cho cái hx. Cái hx là cái đường thực sự các bạn. Cái đường thực sự mà về đích ở đây nè là hx. Còn chúng ta bói là chúng ta chỉ bói là H0 thôi. Còn cái đường thực sự, cái đường thực sự thì khi nào mới biết các bạn? Khi chúng ta đã đi qua rồi chúng ta mới biết. Còn ở đây chúng ta mới đứng ở đây thôi. Ừ. Thì làm sao mà biết cái thực sự ở đây là H là bao nhiêu được? Chúng ta chỉ bói nó là H0 của X1 thôi. Được không các bạn ạ? Đó là lý do mà chúng ta có cái ấy gọi là F0X. Ok. Vậy là gì? À, chúng ta có H0X và chúng ta có F0X. Bây giờ mình với các bạn cùng đếm nè. Thực ra cái này thì dễ thôi, cái F0 thì nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Nó bằng cái G cộng cho cái H0 1 x. Ok. Nếu vậy thì ta gọi cái này là ta gọi cái này là x hả? Ok. À hình như cái này là cái đỉnh không phải. Ừ, đây là cái số thứ tự bước, cái này cái đỉnh đang xét. Ừ. Rồi. Các bạn đếm nha. Bây giờ mình với các bạn đếm xem thử cái sự khác nhau giữa cái đỉnh mà mình đang xét với cái trạng thái đích là bao nhiêu. Có nghĩa là xem thử ở đây các bạn xem thử cái bài toán này dễ hay khó đó. À, các bạn đếm nha, đếm lần lượt từ trái qua phải, đếm từ trên xuống dưới đi. Bây giờ ở đây đích nó là số 1 các bạn nhà mình gặp ngang này. Ok, ở đây là số mấy? Số 2. Được chưa? À, mình đếm một nha, mình đếm kỹ thuật đếm mô vuông cho nó dễ. Rồi, thằng này 8. Ừ, thằng này 2 các bạn. Thằng này 2. Khác không?
khác đó nhỉ, đếm hai lần. À đếm cái sự gì là H01 là gì, cái số ô khác nhau giữa với đi ha, với đích. Ok, vậy là hai khác này, tám khác này, dưới này một là hai mà, bạn thấy không, một là hai. Rồi ba có khác không các bạn? Không nghe, ba là cái khác mình khỏi nói đi nha. Bốn này, năm này có khác không, các bạn thấy chục không? Bốn năm có khác không? Sáu có khác không các bạn? Sáu là ngang, sáu là khác ngang. Vậy là mình đếm làm ba được chưa? Số 7 ok. Số 8 khác không các bạn? Số 1. Một ở đây được chưa? Số 1 ở đây. Số 8 ở đây. Một khác với 8 nha. Một khác với 8. Vậy là mấy lần các bạn? 4 lần đúng không? Cái này các bạn có thể hỏi là số 6, bên này là số mấy? Bên này là dấu chấm. À còn hồi nãy là số 6 bên này và dấu chấm bên kia. Vậy thì làm một lần thôi các bạn nhé, nó đỡ mất thông tin. Tức là cái số ô á, thì các bạn lơ cái dấu chấm này nha, cái dấu chấm thôi đừng xét. Được chưa? Số ô ở trong này trừ cái dấu chấm ra mà không phải là đích, được không? Thì ở đây người ta đếm được, mình đếm được là 4 và người ta ghi ra là 4 này các bạn. Được chưa? Ok các bạn. Được không? Các bạn đã có thắc mắc gì không? Vậy là chúng ta phán là 4. 4 ở đây có thể hiểu là còn 4 bước nữa. 4 ở đây nè, chúng ta hiểu là gì? Cái 4 này nè, có thể hiểu là còn 4 cái bước để đến cái đích. Được chưa? Thực sự nó là mấy các bạn? Thực sự nó là mấy? Thực sự là bao nhiêu bước để về được cái đích các bạn? Trả lời cho mình xem thực sự là bao nhiêu. Bốn nó có đúng không các bạn? Bốn nó đúng không? Nói là bốn. Thật sự là bao nhiêu các bạn? Hoàng nói là năm. Hoàng nói là năm. Năm đúng không ta? Đếm đi. Lấy cái bút. Dạ thầy ơi, em có thắc mắc là kiểu em thấy như cái sơ đồ này thì nó cái khả năng mở rộng của nó là vô hạn đó thầy, có nghĩa là khi mình chuyển sang trạng thái thì mình cứ tiếp tục so sánh như vậy và mình sẽ có rất là nhiều cái bước để tới được đích và mình không biết là cái đường nào nó tới nơi thầy. Ý nói là cái đồ thị này có thể rất là bự đúng không? Dạ đúng. Vô hạn mình không biết là có vô hạn không, ý là vô hạn ở đây thì có nghĩa là gì? Tại mình rồi ok, một cái ý hay mình thảo luận về cái này thử xem nhé. Có thể ý bên nói là vô hạn hoặc là tức là gì, nó có như thế này này, có khi anh xuất phát ở bên này này, vậy là anh sẽ mở rộng ra một cái không gian tìm kiếm, anh cứ loay hoay trong này cả cuộc đời anh thôi, hoặc là anh loay 2 năm 10 năm gì đó. Nhưng mà cái đích ở đó của chúng ta đó, nó lại nằm ở cái viền ngọt. Có khi anh xuất phát từ một cái chỗ nào đó khác nhé, thì nó sẽ dẫn đến được cái đích đó. Nó có cái tình trạng như vậy. Có nghĩa là không luôn luôn có lời giải đâu các bạn nhé. Có nghĩa là nhiều khi không có được cái đường để đi từ cái xuất phát đến cái đích đâu, chứ đừng nói là cái đường đi tốt nhất, nó có tình trạng như vậy. Ok, đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ nhất tiện mình có thể nói thông đêm là gì, ý thứ nhất ở đây là gì? Không chắc đối với bài toán này nhé, đối với bài toán này nhé, không chắc là có đường đi, đừng có hòng nói là đường đi bé nhất hay là không bé nhất, được chưa? Ok, cái ý bạn thứ hai bạn nói là vô hạn, mình nghĩ là có vô hạn hay không. Có thể nó nhiều lắm các bạn, nhưng mà không biết nó có vô hạn hay không. Bây giờ mình thử đếm đi nha, các bạn học mấy nguyên lý đếm cơ bản rồi gì.
Ở đây mỗi thằng mình có ra bao nhiêu trạng thái hả? Bây giờ nó có mấy ô các bạn nhỉ? Chúng ta có mấy ô? Thứ hai chúng ta thử đếm nha, chúng ta có 9 ô đó nhỉ? Thôi thì làm tổng quát đi, chúng ta có n là bình phương trừ 1 số. Được không? Bởi vì trừ 1 ở đây có nghĩa là chúng ta bỏ cái dấu chấm đi. Bởi vì chúng ta chỉ cần làm n bình phương trừ 1 cái chỗ nào trống thì chúng ta đưa cái dấu chấm vào thôi. Thì đó là n bình phương trừ 1. N bình phương trừ 1 số. Các bạn thấy là gì? Mỗi cái trạng thái ở đây nó là một cái sự sắp xếp dục cụ các cái số. Mỗi cái hình ở đây nè là một một cái sắp xếp của các cái số, đúng không ta? Vậy thì nếu mà các bạn trải thẳng ra đi, nếu mà các bạn trải thẳng ra, mình nói luôn các bạn học cái hóng vị rồi chứ nha. Ở đây mình có ba số nè, ở đây ba số, ở đây ba số, và ở đây n bình phương trừ một là mấy ta? Cái này là đối với bài toán này là n bằng ba, đúng không ta? Đối với bài toán này là n bằng ba, tức là n bình phương trừ 1 là nó bằng 8 thôi. Tức là các bạn chỉ có những cái số từ 1 cho tới 8 đúng không nhỉ? Vậy là 3, 3, 2. Thôi các bạn đánh tọa độ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chung là gì? Chúng ta có 8 cái ô mà phải sắp xếp các cái chú này vào. Được không? Có 8 chữ số. Được chưa? Vậy là cái số chữ số chúng ta là 8. Hay trong trường hợp general nó là n bình phương trừ 1 số. Chỉ những bạn này sắp kiểu, bạn kia lại sắp những con số khác, một cái bạn nọ lại sắp những con số khác. Được không ta? Thì cái tập hợp này có hữu hạn không các bạn nhỉ? Cái tập hợp này hữu hạn không? Mỗi bạn sắp mỗi cách từ 1 đến 8, mỗi bạn có một cách sắp nhau. Thì là cái lực lượng của bạn, cardinality đó, cái số cách sắp xếp đó là bằng mấy. Lực lượng của cái tập này là hữu hạn các bạn. Tức là bằng mấy? Hình như các bạn học toán 12 rồi, cái này nó là mấy ta? Bạn nào còn nhớ thì tự check thử mình coi. Cũng tiện nói các bạn luôn nghe, tại cái này nó cũng khó mà đánh giá cái quá trình của các bạn. Thì nếu mà tốt thì bạn nào comment nhiều thì mình lại cái điểm quá trình của các bạn nó sẽ tốt hơn, được không nha? Ok. Vậy bắt đầu từ lúc này nhé, mình sẽ mở cái file Excel bên cạnh rồi hoặc là cuối buổi gì đó mình sẽ coi các cái comment của các bạn để mình thống kê lại thử có thể là cuối buổi mình làm luôn một lần nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ đỡ mất thời gian. 8 giây thừa bạn thắng thì là nói chung là bạn nào comment nhiều á, hoặc là bật mic lên nói nhiều như em vừa bật mic gì đó thì bạn vừa rồi tên gì nhỉ? Bạn có là tên gì? Tính phải không? Rồi, ok. Một sao cho Tính nha. Rồi, Thắng đây. Thắng mới trả lời xong đây. Một sao cho Thắng. Rồi, hôm nay còn nhiều bạn comment lắm đây. Thì rồi mình sẽ làm một cái file Excel để mình thống kê, để mình đo cái mức độ tập trung thôi các bạn. Ok. 8 giây thừa, có lý không các bạn? 8 giây thừa thì ở đây tổng quát lên đi Thắng, nó là nhiều. Cái này là 8, nó có Thắng, đúng rồi. Cái này là 8 giây thừa. Bạn nào comment cho mình thì cái tổng quát nó là nhiều. Nhanh các bạn. Hồi nhỏ học toán hay học có cái làm toán chạy không? Bạn nào làm xong chạy lên trước mình lấy 4-5 bạn gì đó. Ví dụ vậy. Cái này phân trừ 1. Ok. Lại cũng thắng luôn. Rồi ok. Cứ lấy cái thắng, đúng rồi thắng, lấy cái đó. Thực ra cái này các bạn nếu mà học nhớ nhớ lại cái hồi xưa đó, cái này là cái số hóng vị các bạn, số hóng vị thôi. Số hóng vị thì người ta nghiên cứu tính tới tính lui rồi, và người ta sẽ tính là gì, mỗi cái cách này là một cái hóng vị các bạn, và số hóng vị nó sẽ là dây thừa các bạn. Ok. Vậy là gì? Chúng ta sẽ có tối đa nha, là n bình phương trừ 1 dây thừa. Thì hồi nãy Tính nói là có thể làm là vô hạn, nhưng mà mình nghĩ là nó nhiều lắm nhưng mà nó không vô hạn đâu. Các bạn còn nhớ hôm trước mình vẽ cho các bạn một cái sơ đồ về cái hình về cái độ phức tạp không các bạn? Các bạn thấy là trong cái hình đó cái độ phức tạp nào là ghê gớm nhất? Hôm trước mình có thảo luận sơ qua
Các bạn còn nhớ cái thằng mà hai lũy thừa không nhỉ? Cái bàn cờ vua mà nó có 64 ô đó, mà hai mũ 64 đó, một cái ô chúng ta lấy một hạt gạo đó, các bạn nhớ không nhỉ? Một ô một hạt gạo mà hai ô là hai hạt gạo, mà ba ô là bốn hạt gạo, mà bốn ô là tự tí 8 hạt gạo đó. Các bạn thấy số gạo nó là bao nhiêu không? Bạn thấy kinh hoàng không? Một năm là bao nhiêu tỷ tấn đó, và cả thế giới chúng ta phải sản xuất bao nhiêu đó các bạn. Ok, cái hai mẫu đó nó còn chưa ăn thua gì so với cái dây thừa các bạn. Nó còn chưa ăn thua gì. Cái bàn cờ vua hôm trước các bạn bạn nhớ chứ nhỉ? Nó còn chưa ăn thua gì. Để mình lấy cái hình để các bạn xem. Quan trọng các bạn. Tại cái món này không phải là các bạn code hay làm cái gì, nhưng mà các bạn có một, nói chung là các bạn có được một cái nhìn về lấy một cái nhớ là mình có nói cái này cho các bạn rồi. Slide show với mình. Đây. Cái mà hai mũ N này các bạn này, cái hai mũ N nó nằm ở đâu này? Cái này là một bàn cờ vua này, đúng không? Nó có 64 ô này. Mỗi cái bên này là 8 này, một cái bên này là 8 này, 64 ô này. Cái ô đầu tiên các bạn lấy một hạt, cái ô thứ hai thì các bạn lấy hai hạt, cái ô thứ ba thì các bạn lấy hai mũ hai hạt, cái ô thứ tư thì các bạn lấy hai mũ ba hạt. Thì là số hạt của chúng ta là bằng mấy các bạn nhỉ? Số hạt chúng ta là bằng mấy? Bằng hai mũ không là bằng ô thứ nhất, hai mũ một là ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư là hai, ô thứ ba là hai mũ hai, ô thứ tư là hai mũ ba, tới ô 64 là hai mũ 63 các bạn nhỉ. Thì theo cái cấp số nhân thì cái này nó là hai mũ hai mũ 64 trừ một hay sao á, trừ một. Thì cái này là hạt gạo các bạn. Trước mình có nói các bạn rồi, một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu hạt, toàn thế giới người ta sản xuất ra chúng ta phải tốn mấy chục năm đó. Toàn thế giới chúng ta hiện giờ này, để làm ra chân này hạt gạo này thì chúng ta phải tốn mấy chục năm đó các bạn nhỉ. Các bạn thấy kinh hoàng không? Cái độ phức tạp hai mũ N nó đã như thế này rồi, còn giữa nó với N dây thừa nữa các bạn thấy nó khoảng cách nó còn xa hơn thậm chí so với những cái ở bên dưới của nó nữa này các bạn. Một cái sự khác biệt rất là lớn. Như đó ở đây á, tính có cảm giác là nó là vô hạn, mình nghĩ là cũng hợp lý, nhưng mà thật ra thì nó là hữu hạn, thật ra nó là hữu hạn. Ok, thực ra nó là hữu hạn các bạn. Cái đề đó đi. Nó là hữu hạn tính nha. Ok. Và nó là bao nhiêu? N bình phương trừ 1 dây thừa theo mặt thắng đó. Ok. Bây giờ mình nói thêm luôn chuẩn mày, tiện mình nói thêm luôn. Thì là mình đang ở xuất phát nào đó. Thì trong cái không gian này nè, mình sẽ được là N bình phương trừ 1 dây thừa chia 2 cái trạng thái. Còn nếu mà nó không đến được đích các bạn nhé, nó không đến được đích thì nó lại ra một cái vùng khác. Vậy đó, cái vùng khác này nó là n bình phương trừ 1 chia 2 dây thừa và chia 2. Tức là một nửa nó là nằm bên này, nửa nằm bên kia. Có nghĩa là gì? Là các bạn xuất phát bên kia thì cái đích của bạn bên kia, còn không thì các bạn đừng có bao hòng bao giờ mà chạy qua được bên này. Đó là một số người, người ta nghiên cứu và người ta nói thêm một số cái thông tin liên quan đến cái bài toán này. Ok. Có thể là không tìm ra lời giải đó, đó tính là, nhưng mà nó hữu hạn, bạn cứ tính nó hữu hạn. Nói như vậy, nhưng mà với lại cái số 2 mà thầy vừa ghi á, thầy là giống như cái kiểu là bán chạy là nói hiện tại á, thì đây nó sẽ là 3 đúng không thầy, kiểu số trạng thái mà nó có thể chuyển từ trạng thái gốc đi, Tám dây thừa tối đa, tám dây thừa chia hai, chắc là cái số 2 em không hiểu, số 2 thầy nói là số 2 là hai cái trạng thái. số hai tức là số một á, là số một với số hai nó có một cái liên hệ với nhau. Tức là gì?
khi mình cái bài toán n số đó, thì tùy cái xuất phát của mình ở đâu. Ví dụ cái xuất phát của mình ở đây thì cái khả năng mở rộng tối đa của mình đó là n bình phương trừ 1 chia thừa chia 2. Nếu cái đích của mình nó rơi vào trong cái đó thì mình tìm được đường đi. Còn nếu cái đích mình nó rơi vào trong cái khung vùng khác đó, thì mình không tìm được đường đi. Vậy là n bình phương trừ 1 chia thừa là tất cả những cái trạng thái có thể thì nó xếp làm hai lớp. Trong lớp đó nó là những cái điểm mà có thể chuyển đổi được với nhau. Tập hợp những cái điểm có thể chuyển đổi được với nhau. Ok Cái số 2 thầy nghĩa là không nó có mua mà nó chia 2 hay là nó có chia một số nào khác không thầy? các bạn? Không, nó chia hai. Có thể đọc thêm dấu tình tính. Mình không rõ cái lý do lắm. Mình không rõ cái lý do lắm. Nó phân ra làm hai và một nửa không thể đến được với nhau được không? Ok. Mình không rành lắm tại các bạn có thể lên Google hay là đọc giáo trình nhiều khi có cái thông tin gì đó không. Ok nhé. Rồi. Thế mình dừng lại cái thảo luận ở đây, mình chuyển qua cái vấn đề của mình đang làm hồi nãy. Nó là tốt các bạn, phải có cái kiểu suy nghĩ vậy các bạn. Người ta đố các bạn là tìm từ đây đi đến đây, trước khi các bạn đi tìm thì các bạn hỏi là có hay không mà mày đố ta, ví dụ vậy. Mà nói nôm na bạn bè với nhau sợ chơi xỏ đó, nói là tìm do tao từ đây đến đây đi, phải hỏi là có hay không các bạn nghe rồi mới tìm nha, chứ không cứ làm cả cuộc đời xong rồi người ta nói là không có thì lúc đó nó là lãng phí các bạn nha. Rồi có nhưng mà cái thời gian làm là bao nhiêu lâu các bạn phải lường trước được các bạn, chứ rồi đừng có ngồi đi làm rồi nó phí công vô ích các bạn ha. Những cái này quan trọng các bạn, những cái thông tin này trước khi làm cái điều gì đó đánh giá cái này độ quan cái này quan trọng, cái này mình gọi là đánh giá về cái complexity của bạn nhé. Các bạn học trong những cái học phần về thuật toán rồi vân vân thì cái này quan trọng. Trước khi chúng ta làm cái gì đó chúng ta hỏi có lời giải hay không, và có lời giải thì liệu tôi làm nó trong bao nhiêu lâu chẳng hạn. Trước khi cái ông vua này ông hứa với cái ông tể tướng, ông vua này ông vua mà ông cái bàn cờ vua đó các bạn, ông vua đó ông keo kiệt, ông cũng xỉn lắm. Thành ra cái ông kia ông mới chơi cái trò đó. Ông vua này thì nói một hạt hai hạt ba hạt bốn hạt có đáng gì đâu, ảnh sợ mất của mà. Nhưng mà thật ra anh không có tri thức về những cái complexity này, thì mới bị cái anh này anh lừa vậy, là ông vua bị chơi xỏ một vố đó các bạn. Các bạn đừng có để bị chơi xỏ giống vậy nhé. Tức là thứ nhất phải có hay không, và thứ hai các bạn phải ước lượng nó là bao nhiêu trước khi mình hứa với người ta, mình ký hợp đồng với người ta các bạn. Ok, những cái đó mình có thể kiểm soát được các bạn. Những cái đó mình có thể kiểm soát được trong một số cái tình huống. Rồi thì ở đây thôi mình quay lại cái ở đây mình hứa với các bạn là có cái đường đi từ đây đến đây và chỉ ra đây luôn rồi. Hồi nãy mình đang quay lại là gì, cái này thầy bói nói là bốn bước, bây giờ đếm xem nha. Một bước nè. Từ 1 đến 2 nha, là một bước nè, đếm nha. 1. Ở đây người ta chỉ sẵn rồi, cái ví dụ nó làm sẵn rồi. 2 3 4. Một dấu gạch đó, đếm dấu gạch thì đúng hơn các bạn. Thôi không sao. Một cái dấu gạch từ tới đây, 2 tới đây, 3 4 5. 5. Vậy là còn 4 bước để đến đích, đó là H0 các bạn nha. Cái H là bao nhiêu? Cái H thực sự nó là bao nhiêu? Bằng mấy các bạn? Bạn đã nói như cho nó hiểu được phương pháp bằng mấy? Thầy bói nói là H0 là bằng 4. Ở đây thực tế là bằng mấy? Thực tế ở đây mình đã trải qua rồi. Thực tế ở đây là mình trải qua rồi. Viên nói là 5. Thực tế là mình trải qua rồi. 5. Nhưng mà khi làm thực tế thì mình không biết. Ở đây với cái ví dụ thì mình nói là bằng 5. Được chưa? Vậy là ok, năm không sao, dự đoán là một. Rồi bây giờ mình phối hợp làm sao, cái bốn này ra cái bốn này tức là nó thành mấy các bạn bởi vì ở đây mình đang là xuất phát thì cái g này bằng không, mà g nó bằng không và các zero bằng 4 thì cái f của chúng ta nó sẽ bằng 4, được chưa? Rồi các bạn xét cái định con của nó, định con thứ nhất, định con thứ hai, định con thứ ba, là có ba cái định con được chưa? Thì cái định con thứ nhất các bạn thấy là các bạn cứ đếm đi, nó bằng 5 đó các bạn, có thể đếm lại đi giữ nó bằng 5 á.
có thể nó bằng 5. Các bạn phải đếm cái này thử xem nó bằng 5 hay không nhé. Làm lại lần cho nó. Qua mấy cái này nhanh thì chúng ta không có làm cái này lại nữa anh chị. Cái này là bằng 5 nè. Đếm nghe, mình đếm lại một lần nữa thôi. Ờ, 2 nè, 2 khác không? Có thì đếm luôn nhẩm trong miệng cũng được. 1 nè, 2 khác nè, 8 khác không? Các bạn nhìn về cái đích nha. À, 2 với 8 khác nè, 3, 4, 5. À, ok, gạch thẳng đi. 7 khác nè, chấm nè. Ừ. Dấu chấm thì thôi đừng có tính nha. Ừ. Số 1 thì sao? Số 1 có khác không? 1 khác với 8 mà, đúng nhỉ? Ok. Số 6, số 6 bên kia là dấu chấm khác không? Khác. Ừ. Được chưa? Các bạn thấy là 5 dấu chấm thì tổng cộng nó bằng 5. Luôn luôn lấy cái này mà phóng to cái này lên các bạn nhé. Đây là cái mà dùng để ước lượng cái đích của chúng ta là cái đích quan trọng mà các bạn nhìn vào đây và các bạn thấy là 5, được chưa? 5 là nó ra 6 bởi vì sao? Ở đây các bạn tốn một cái bước đẩy này. Cái chi phí rê của chúng ta nó bằng 1 đó các bạn. Đồ thị này là đồ thị có trọng số nhưng mà luôn luôn cái trọng số ở trên cung là nó bằng 1. Trên cung luôn bằng 1. Được không? Ok. Vậy thì các bạn được đây là 5. Tương tự đây là 3, tương tự đây là 5, tương tự đây là 5. Ok, vậy thì các bạn chọn cái đỉnh nào các bạn? Ở đây thì trong giáo trình người ta ghi là chữ số 1, mình sợ nhiều số quá nhiều khi các bạn lại đỉnh là đỉnh A nhé. Đỉnh này đỉnh không, cái số nó cũng có cái hay đó các bạn. Thôi kệ. Cái số nó cũng có cái hay. Thì gọi là đỉnh B nhé. C, D. Thì giữa BCD các bạn chọn đỉnh nào? Giữa BCD các bạn chọn đỉnh nào các bạn? À, Hoàng với Kiệt, Trung, Uyên, C. C là vì sao? Nhìn vô nhà hàng, nhìn nó đâu mà chọn? Ừ, đây đúng không ta? Đây, cái thằng này 5 với 1 là 6 nè, 5 với 1 là 6 nè, đó là cái này. À, thằng này 3 với 1 đây nữa nè, 3 với 1 đây nữa là 4 nè. Cái cuối cùng là cái bên phải. Cái đường dưới các bạn là cái thầy bói số 2 các bạn chưa xét. Ok, vậy là 4, 5, 6 thì chúng ta lấy 4 nha. Lấy 4 thì ra cái trò gì? Lấy 4 á, thì chúng ta lại mấy cái này để lại để dành đó các bạn nhé. Đưa vào cái trong cái tập đưa vào trong cái tập mở. Để đó đừng có xóa đi. À, mình tiện nói luôn. À, có một số cái phương pháp mà nó làm ẩu á. Khi mà nó làm ẩu á. Ừ, ở đây nè. Khi mà làm ẩu á. Thì chúng ta chọn C rồi chúng ta bỏ luôn các bạn nhé, bỏ luôn BD, tại các bạn cẩn thận các bạn lưu lại để chi, để lỡ cái thầy bói này sai nè thì chúng ta còn đường mà quay lại được không các bạn nhỉ. Ví dụ trước khi đi xem bói các bạn nghĩ ra ba bốn phương án giải quyết gì đó rồi các bạn tới thầy bói các bạn hỏi là cái nào tốt đây, cái nào ông thầy bói em chỉ cho các bạn là cái phương án C được không? Nhưng mà các bạn không vội, nếu mà các bạn hoàn toàn tin tuyệt đối thì các bạn bỏ luôn cái BD được không? Còn không thì các bạn cứ lưu lại đó để tí nữa, nhiều khi là dòng 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 lại bói ra một cái to đùng nữa thì lúc đó các bạn còn cái BD mà các bạn còn quay lại được không nhỉ? Vậy là cái việc mà bỏ luôn cái BD hay là không bỏ, nó cũng là cái vấn đề các bạn. Khi các bạn lưu lại nó thì các bạn trả giá gì? Khi các bạn lưu nó vào mở thì các bạn phải trả giá bằng bộ nhớ. Được không ta? Ừ. Ok, tốt bộ nhớ đúng rồi. Nhưng mà khi các bạn bỏ thì các bạn có thể phải trả giá bằng cái gì? Cái việc lưu và bỏ. À, bỏ thì nó sẽ nhanh hơn, ẩu hơn, nó sẽ nhanh hơn. Cái người làm ẩu lúc nào cũng nhanh hơn cái người làm cẩn thận, các bạn làm nhanh hơn. Vậy là giữa cái ẩu và cái không ẩu thì nó cũng là cái chiến lược các bạn. Nhiều khi mà cái ngon mày làm đi, mà cái ngon mày từ từ mày làm đi. Còn tao làm xong rồi tao đi rồi đó, tao đi chơi rồi đó, kiểu vậy đó các bạn. À, thì mình cố gắng dung hòa hai cái này các bạn. Có thể dung nên dung hòa cả hai cái này. Mình lưu á thì nhiều khi mình lưu thì mình lưu không phải là không lưu, thằng này nó ẩu quá nó không có lưu gì cả, nó bỏ luôn cũng không nên. Mình lưu thì mình cũng đừng có dạy mà mình lưu hết, cũng không dạy mà lưu hết, mình lưu bao nhiêu phần trăm đó thôi các bạn.
thì tùy các bạn, tùy các bạn, tùy cái tài nguyên mà mình đang có, tùy cái gì đó mà mình sẽ lưu nó bao nhiêu phần trăm. Thì nói chung là gì, cái học phần này hoặc là những cái nghiên cứu liên quan này là gì, người ta muốn tạo ra một cái phương pháp, một cái thuật toán nào đó mà nó mềm dẻo, nó linh hoạt, nó có cái, thì dĩ nhiên những cái này, tất cả những cái này các bạn, những cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận và trao đổi ở đây này, nó cứ tích 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 lại mỗi thứ một ít đấy các bạn, chúng ta tích tiểu thành đại đó, mỗi thứ một ít các bạn, thì nó gom gom lại thì nó sẽ tạo ra một cái thuật toán tổng thể. Và nếu mà các bạn chúng ta có thể nói nó là thông minh theo một cái nghĩa nào đó, được không các bạn nhỉ? Ý là vậy, ý là như vậy, chúng ta tích tích những cái ý mà chúng ta đang làm ở đây, nhanh cũng nhanh mà chắc cũng chắc, như thế nào đó bao nhiêu phần trăm vân vân, chiến thuật chiến lược như thế nào đó vân vân, thầy bói này thầy bói kia vân vân, chúng ta tích lại tất cả là chúng ta muốn là chúng ta có được một cái có thể sử dụng được. Ok rồi, quay trở lại cái cụ thể của chúng ta. Thì ở đây C các bạn nha, các bạn có hai cái mở rộng. Ra cái này á, thì thôi ở đây chúng ta nó cứ ví dụ nó nhỏ không tốn nhiều bộ nhớ lắm. Chúng ta để các bạn xem thử ba, với cái này là ba, cái ba này, cái ba này, nhưng mà cái ba này là ở đây rồi các bạn nhé, cộng với cộng thêm một nữa nè, cái cung này các bạn tốn một nữa nè, các bạn phải cộng một nè, cái cung này các bạn tốn một nữa nè, các bạn phải cộng một. Vậy cái số cuối cùng là cái số mà các bạn thấy trên cái giáo trình người ta gạch đít màu đen nữa đó, là cái số tổng hợp lại các bạn. Chúng ta không phải hướng đích không thôi các bạn nhé, nếu mà chỉ là hướng đích ấy, thì chúng ta chỉ nhìn cái màu đỏ thôi, thầy bói quyết định tất cả, còn không chúng ta phải xem thử là cái giá mình đã trả là bao nhiêu rồi. Ở đây để đến được đây mình phải đi qua hai bước rồi các bạn nhé, bước thứ nhất mình mới xuống được đây, bước thứ hai mình mới xuống được đây. Vậy cái tổng thể của chúng ta đây chúng ta quan tâm là năm các bạn nhé, năm. Mình chắc ăn, mình lưu lại cái B và D để chị. Bây giờ mình xem lại này, thì trong tình huống này các bạn thấy là gì, mình có bốn cái, năm cái khoanh tròn này các bạn, ba cái khoanh tròn dưới là ba cái mới mở ra, còn hai cái khoanh tròn trên là hai cái cũ mình không bỏ, mình không bỏ. Vậy thì giữa năm năm sáu 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 thì mình sẽ chọn năm. Thế thì bây giờ các bạn, năm này các bạn chọn năm này hay là năm này, các bạn chọn năm nào cũng là một cái vấn đề, các bạn chọn cái năm nào. Cái này vẽ ra rồi thì mình biết là cái năm nào đúng không nhỉ? Nhưng mà ông thầy bói này ông tới đây thôi, ông kêu là trong cái hai cái trường hợp này thì tao cũng chịu, mày lấy cái này cũng được, mày lấy cái này cũng được, khả năng của tao là hai này nó giống nhau. Ok. Các bạn thấy không? Vậy là cái thầy bói số 1, các bạn có thể còn cái khoảng trống này nè. Cái thầy bói số 1, mình đặt tên ông là H1, H01 nhé. Bói số 1. Rồi trong trường hợp này là bó tay rồi. Tiện mình nói luôn, có cái ông thầy bói số 2 á, thì ông ra thằng này là 7. Ông ra thằng này là 5. Thầy bói số 2 nói là nên chọn gì các bạn? Thầy bói số 2 nói là nên chọn gì? CD rồi nhé, thì mình gọi cái đỉnh này là đỉnh đỉnh A đi ha. Mình gọi cái đỉnh này là đỉnh đỉnh F đi ha, đỉnh này mình gọi là đỉnh G đi ha. Thầy bói nó số 2 nói là gì, nên chọn gì các bạn? Chọn hồi nãy hai cái này là 5 không phân biệt được, cái này là 7, cái này là 5, nhưng thầy bói nó lại nói là chọn F đúng không các bạn? Ok. Thầy bói này cao tay hơn thầy bói kia, thầy bói này cao tay hơn. Cái việc mà cao tay hơn á các bạn, nhiều khi cũng phải trả cái giá các bạn. Ở đây mình nói luôn, mình muốn nói luôn một lần ở đây, nếu họ nhiều khi nó có nhiều thứ quá không. Ông thứ nhất ông bó tay, ông tốn bao nhiêu thời gian, cái thời gian mà ông làm cái bói này nè so với cái thời gian làm cái bói này nè, thì cái thời gian nào lâu hơn? Ông bói cái này ví dụ ông mất là 5 giây, ông bói xong cái này
Còn nhiều khi cái ông này ổng mất là quả một 5 giờ ông mới bói ra cái này được không các bạn? Thì giữa cái thầy bói này nè và cái thầy bói này nè, các bạn nên theo ông thầy bói nào? Thì tôi đang cần gấp, tôi đang cần chạy nhanh, người ta muốn là mình tối nay phải đưa kết quả cho người ta. Bây giờ gọi cho cái ông này, ông kêu là tới khuya thì tao mới trả lời cho mày cái này được. Thì lúc đó các bạn thấy là cái việc mà chúng ta chọn H01 hay H02 cũng là một cái vấn đề của bạn, không phải đơn giản. Ở đây là may mắn, nếu chúng ta theo cái ông H01 á, ông bói thứ nhất á, thì chúng ta nhầm mấy bước các bạn, chúng ta nhầm một bước ở đây này. Ở đây chúng ta sẽ chuyển qua đây, có khả năng nhầm thôi. Nếu hên nữa thì các bạn chọn bên này. Tại vì năm tất cả đều là năm hết, các bạn có thể chọn bên này cũng được, chọn bên này cũng được. Nhưng mà ở đây nếu là xui á, theo ông thầy bói thứ nhất, chúng ta có thể chọn cái này. Chọn cái này và chúng ta nhầm một bước. Có nghĩa là gì? Từ đây thay vì đi thẳng tới đây, các bạn có thể đi nhầm qua bên trái này nè, cái đường đứt nét này nè. Cái này là nhầm theo cái số 1. Cái phần bên trái này là mình biết này, nhầm theo cái H01. Cái H01 nó sẽ dẫn đến cái nhầm lẫn này. Đó. Còn nếu mà ông theo ông thầy bói số 2 thì các bạn không nhầm lẫn, các bạn đi thẳng qua bên này. Hoặc là theo ông thầy bói số 1 mà các bạn chọn ngẫu nhiên, các bạn có thể vẫn chọn ở bên này. Được không? Cái vấn đề đó lại là cái vấn đề giữa cái nào nữa các bạn. Do đó cái độ chắc chắn, chà, tính còn nói tới một cái vấn đề. Đúng rồi, tính à, nó có một cái vấn đề nữa ở đây, không phải đơn giản như vậy. Bây giờ tin ông nào? Bây giờ ông này nói vậy, ông này nói vậy, thì bây giờ phải đặt niềm tin cho ông nào quá. Tin ông nào thì phải đi bói vài lần thôi chứ. Đi bói vài lần thấy ông đúng thì tin ổng. Mà khi ổng bói đúng nhiều thì người ta đồn đại với nhau thì lại hả? Người ta đồn đại với nhau thì ông này nổi tiếng hơn thì tin ông đó hơn các bạn. Cái này hỏi mấy cô nữ là... hỏi mấy bạn nữ đó. Hỏi mấy bạn nữ có kinh nghiệm đó. Ông nào tin hơn? Khó khăn rồi chứ. Mẹ có đi xem không Nguyễn? Bữa lấy chồng lấy đồ phải đi xem đó nha. Không lấy đồ đơn giản đâu. Phải đi xem thầy bói đó. Các bạn thấy cái vấn đề nó lại phức tạp ở chỗ này đó chứ. Ok, các bạn thấy không? Đó lại cái vấn đề H01, H02 thì chúng ta phải thực nghiệm đó các bạn. Chúng ta phải thực nghiệm. Thực nghiệm mình nói nôm na là gì? Mình nói nôm na là gì? Cứ đi xem nhiều, cứ đi xem ông nào nói thì mình cũng đi xem hết. Xem ông này vài lần, xem ông kia vài lần, rồi về nhà làm thống kê rồi lại vân vân. Cái việc sử dụng nó, chúng ta sử dụng một cái H01 nào đó, H02 nào đó, nó mất nhiều thời gian hơn hay không? Cái thứ nhất là về thời gian, cái thứ hai là về cái độ tin cậy. Hồi nãy tính nói nó một cái câu ngắn gọn, cái thời gian là một, mà thời gian là một cái yếu tố mà mình cũng nên để ý. Cái để ý thứ hai nữa là ngoài cái thời gian đó, các bạn còn để ý một cái gọi là về cái độ tin cậy, đúng không nhỉ? Ngoài thời gian chúng ta cũng phải để ý một cái gọi là độ tin cậy. Thời gian là một phần, time. Cái thứ hai các bạn cần phải để ý là cái độ tin cậy. Những cái này các bạn, những cái này, những cái thời gian và cái độ tin cậy này nè, mình nghĩ là thời gian thì nó rõ rồi. Cái việc mà các bạn áp dụng một cái hàm nào đó mà nó chạy bao nhiêu lâu, các bạn đo được thời gian. Không biết là hồi xưa các bạn lập trình đó thì các bạn đã dùng những cái hàm đo thời gian chưa? Thì kiểu như vậy có thể đo được thời gian các bạn. Còn cái độ tin cậy này nè các bạn phải làm thực nghiệm thôi. Các bạn có thể làm thực nghiệm. Các bạn có thể mô phỏng những cái thực nghiệm, những cái thực tế và các bạn làm thực nghiệm. Thì lúc đó các bạn xem thử cái nào tốt hơn cái nào.
Về mặt lý thuyết á, thì người ta nói rằng là gì, về mặt lý thuyết thì nó cũng có cái hay, tức là làm gì thì làm, cái H0, cái H0 các bạn, nó phải làm sao. Dĩ nhiên là thực nghiệm là cái nào tốt hơn cái nào nhé, nhưng mà về mặt lý thuyết á, thì người ta nói là gì, cái H0, cái này các bạn có thể xem thêm phong thuyết trình. Bây giờ giữa hai cái H0 nào đó mình không cần biết, nhưng đừng để xảy ra cái tình trạng là cái H0 nó lớn hơn cái H. Mình đang nói là bài toán tìm cái đường đi bé nhất. H0 lớn hơn cái H thì là nó sẽ dẫn đến, không sao, xảy ra thì nếu mà xảy ra cái điều này thì cái đường đi chúng ta tìm được chưa chắc là bé nhất, tức là không có tối ưu. Không có tối ưu, không sao các bạn. Không tối ưu mà nó nhanh cũng được, không tối ưu nhưng mà không tối ưu theo kiểu nào, nó có sai nhiều hay không hay là có sai ít. Về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể làm được là gì, H0X này là người ta làm rồi đấy các bạn, người ta tổng kết lại, các bạn có thể xem thêm dưới trên. H0X lớn hơn HX thì nó có thể dẫn đến không tối ưu, có nghĩa là ở đây nó có xảy ra không các bạn. Hồi nãy mình nói ở đây là cái H1 của chúng ta nó là mấy bước hả? H1 chúng ta nói là 4 bước đúng không? H1 là 4 bước. 4 bước. Thực tế là mấy? Thực tế là 5 bước. Cái 4 này nè, so với 5 này nè, bé hoặc bằng. Bé hoặc bằng. Ok, cái việc sử dụng H0 1 này là đúng các bạn nhỉ, là đúng. Là đúng, tức là luôn luôn cho ra cái tối ưu đó các bạn. Không phải là vi phạm cái tiền. Thứ hai, đó là cái về tối ưu nhé. Cái thứ hai, bây giờ mình có hai cái H0, có hai cái H0, thì cái H0 một, ở đây mình nói là cái H0 2 đi, 2x, và mình có cái H0 1x. Thì bây giờ để đánh giá giữa hai cái ông thầy bói này nè, thì về mặt lý thuyết thì người ta nói là sao. H02 lớn hơn hoặc bằng H01. Cái này là gì? Chúng ta không tối ưu khi nào? Cái thứ nhất, chúng ta không tối ưu khi nào? Không tối ưu khi có một cái trạng thái x mà H02, H0x đó đó nó lớn hơn Hx thì nó không tối ưu. Cái trường hợp B, cái đánh giá thứ hai là với mọi x. Với mọi x thì cái H02x nó lớn hơn bằng H1x. Ở đây các bạn thực vậy như vậy. Cái này là 7 nè, 7 này các bạn. À 5 đây chứ. 5 đây là thầy bói số 2 này, lớn hơn hoặc bằng cái 3 này nè. Ok. 3 này nè, lớn hơn hoặc bằng cái 3 này nè. Nhiều lắm các bạn. 6 này lớn hoặc bằng cái này. Đây, mình lấy chỗ này cho rộng rãi. Càng về cuối thì nó càng giống nhau. Cái này lớn hoặc bằng. Thì càng về cuối thì cái ước lượng nó dễ rồi các bạn, ước lượng nó dễ rồi. Nhưng ở đây thì nó lại cũng đang khó khăn này đó. H0x nó phải lớn bằng H1x thì lúc đó cái H02x nó tốt hơn, cái hai này là tốt hơn, tốt hơn cái một. Thì đó là về mặt lý thuyết thôi các bạn. Còn để đánh giá tất cả những cái AB này này, những cái AB này, này. Những cái C này này, rồi những cái D này này, cả bốn cái ABCD này này, D này này, thì chúng ta phải làm thực nghiệm nhiều các bạn. Tuy nhiên là một cái phần mềm nào đó, làm một cái gì đó, thì chúng ta phải có bản alpha, bản beta gì đó, chúng ta vân vân, chúng ta đem ra làm thử nghiệm, thì lúc đó chúng ta mới biết là cái nào tốt hơn cái nào. Mình nghĩ là thử nghiệm tính à, mình nghĩ là phải thực nghiệm mới tính à, chứ không hả, chứ một cái sản phẩm nó tung ra đâu phải đơn giản đâu. Mình là lý thuyết thì mình đến một cái mức nào đó, lý thuyết nhiều khi nó là hướng dẫn cho cái thực nghiệm. Còn
Nó là những cái hướng dẫn, những cái đánh giá, hoặc là những cái định hướng, hoặc là những cái đánh giá cho cái thực nghiệm. Còn mình nghĩ là phải làm những cái thực nghiệm thì các bạn đã chơi cái trò gian trích bao giờ chưa nhỉ? Hồi nhỏ mình chơi cái trò gian trích là gì ta? Các bạn nhớ là có cái chữ L nè, có cái ô vuông này, có cái chữ chữ y dài này, đúng nhỉ? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xếp hình đó các bạn. Hình như là nó có hai chế độ, thường những cái game đó, nó có nhiều chế độ, có cái chế độ tự chơi các bạn, chế độ mà máy chơi á, các bạn chơi chưa, chế độ máy á. Mình nhớ cái trò game trước hồi xưa là gì, nó chia làm hai màn hình, một bên đó là một bên đó là người chơi, một bên là máy chơi. Xem thử bên nào chơi nhanh hơn mình, bên là máy chơi. Bạn nào thích mà tự nhiên có hứng ấy, thì có thể viết cái trò chơi này lên 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 thành cái trò chơi các bạn, có thể viết cái này thành cái trò chơi các bạn. Các bạn có thể chọn hai chế độ đó nha. Một cái chế độ là gì ta, người chơi thì giao diện thì nó khó, xử lý phím, xử lý hình ảnh rồi thì nó phức tạp bởi vì phải bấm phím rồi vân vân, đúng không các bạn nha. Rồi dĩ nhiên các bạn tạo một cái chế độ, cái mode gọi là người chơi. Hoặc là bạn nào mà tìm hiểu xong cái thuật toán này nè, tìm hiểu xong cái thuật toán này nè, thử viết cái chế độ gọi là máy chơi chẳng hạn. Thì ví dụ máy nó đi nhầm một cái bước này nè, thì nó vẫn nhầm cái bước này, tức là các bạn thấy cái máy nó sẽ xoẹt một cái nó ra cái này, đúng không, nó xoẹt một cái nó ra cái này, xong nó lại xoẹt một cái nó về lại cái cũ, đúng không nhỉ, xong nó xoẹt một cái nó lại ra cái hình này, rồi nó xoẹt 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 nó ra tới cái đích, đó là cái máy máy chơi đó. Hoàn toàn làm được các bạn, hoàn toàn làm được. Bạn nào nó viết được cái này thì mình miễn cái điểm quá trình các bạn luôn, nhận sao này. Tự nhiên cao hứng, tự nhiên các bạn cao hứng bạn nào thử tham khảo rồi viết cái trò chơi này xem. Miễn cái điểm quá trình luôn, miễn ở đây hiểu theo nghĩa là mình cho 10 điểm gì đó. Tên tên gì tự đặt ấy? Tên tên gì tự đặt? Tên gì tự đặt cái trò đẩy số này nè các bạn. Cái trò đẩy số này không, bây giờ mình bịa ra mà có thể người ta viết rồi đó, nhưng mình làm một cái trò đẩy số thôi. Miễn ở đây có nghĩa là 9 hoặc là 10 gì đó các bạn. Hôm nay đi chứ trò nào nữa nữa Phi. Cái trò mình đang ngồi mình vẽ 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 vời vời đây nè. Cái này làm tự động được mà, cái này nãy giờ những cái này làm được hết chứ, mình đếm số ô rồi vân vân, các bạn ngồi lập trình làm được hết nha. Mấy cái này nhập vào trạng thái đầu rồi nhập vào trạng thái đích nè, các bạn có thể làm trên đốt trước để thử nè. Rồi cái này hai cái ma trận thì các bạn lưu nó bằng ma trận nha, matrix nha. Cái này dùng ma trận hai chiều thôi, đơn giản thôi, các bạn nhập cấp n bằng 3 thì các bạn có phát cái bảng chính trị số rồi vân vân nè, làm được các bạn. Hồi trước mình đi học mấy bạn cùng lớp mình làm rất nhiều, làm được các bạn đó, được rồi đó, trúng làm thử làm xong rồi thử thầy bói nào tốt hơn. Thầy bói một là dễ cài đặt lắm các bạn nha, thầy bói số 1 dễ cài đặt lắm, thầy bói số 2 thì khó cài đặt lắm. Rồi Phi có thể nghĩ là thầy bói số 3 nào đó. Tức là gì, khi mình giải một cái bài toán nào đó mà mình không có nhiều tri thức thì mình vét cạn các bạn. Còn khi mình cứ làm để miễn điểm quá trình, rồi mình cứ làm này kia, mình có nhiều cái tập trung vào nó, đến lúc mình trở thành cái chuyên gia về nó rồi á, thì mình sẽ có những cái mẹo, có những cái cách làm nó sẽ nhanh hơn.
lúc đó nó thành chuyên gia rồi các bạn. Dĩ nhiên là thời gian mình mất nhiều có đáng hay không, đối với những cái bài toán đơn giản thì nhiều khi mình cứ gõ bừa bừa mình vét cạn cái này xong, còn đối với những cái bài toán kiểu như thế này các bạn, bài toán này khó không các bạn, độ phức tạp dây thừa quá kinh hoàng, bài toán này bài toán khó các bạn, mình nghĩ là nên đầu tư. Đây là cái bài toán Toshi, bài toán khó nên đầu tư, thì mình tên cái tên tiếng Anh của nó là bài toán Toshi. Cái này là có độ phức tạp gọi là dây thừa các bạn, factorial, cái độ phức tạp dây thừa rồi. Dây thừa là các bạn thấy cái đỉnh điểm nó là cái bài toán nó chọt thẳng lên trời các bạn nhỉ? Cái hàm về độ phức tạp nó chọt thẳng lên trời, chỉ cần nhích một cái n, một cái một thôi, tăng thêm một cái cấp của trò chơi thôi là cái thời gian chạy của chúng ta nó kinh hoàng các bạn thấy không? Những cái bài toán này mà các bạn brute force là chết liền, các bạn vét cạn là chết liền, tìm chiều rộng tìm chiều sâu, không dùng thầy bói ở đây là bó tay đó các bạn. Mình nói bói là bói vậy thôi nghe các bạn, có những cái thầy bói là đúng đó các bạn, đúng 100% đó, những cái đơn giản đó. Có những cái thầy bói ẩu hơn tí, có thể sai, có thể sai, có thể không tối ưu. Tức là gặp cái tình trạng là gì, gặp cái tình trạng là có một cái với cái cách bói của ông ta đó, với cái cách mà ông ta bói đó, thì sẽ có cái tình trạng là ông ta sẽ bói nhầm ở một cái chỗ nào đó. Thực tế nó diễn ra là ít hơn cái mà ông ta dự đoán, tức là ông ta dự đoán quá lớn so với cái thực tế. Và giữa hai cái ông bói thì cái ông bói nào mà cái số nó mịn hơn các bạn, cái miền giá trị nó trải dài hơn, nó giúp mình phân biệt. Ví dụ đây nghe, các bạn thấy là gì, ông này bói ba, ông này bói ba, do đó mình không thể phân biệt được cái năm này và cái năm này là cái gì. Ông này bói mịn hơn, cái này là ba nhưng mà cái này là năm, tức là cái giá trị nó lớn hơn cái giá trị kia các bạn. Nó vẫn bé hơn cái thực tế các bạn, nó vẫn bé hơn cái thực tế. Thì đối với cái ví dụ này, H02 là cái chọn lựa tốt hơn cái H01. Mình nói tốt ở đây là lý thuyết thôi, cái này nó cũng thỏa, đều là tối ưu hết, cái này nó cũng thỏa. Nhưng còn cái thời gian để tung ra một cái kết quả dự đoán là bao nhiêu, cái thời gian cũng là một cái vấn đề các bạn, do đó cần phải thử nghiệm về cái thời gian nữa là bao nhiêu. Được không các bạn nhỉ? Hôm nay mình quá nhiều cái để mình bàn ở đây rồi, mình nghỉ ở đây để bữa sau mình tiếp các bạn nhé. Các bạn còn có suy nghĩ thêm về cái này,